chương 819. Hạo Bạch Chi Kiếm Lôi Điện Chi Nguyên. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 819. Hạo Bạch Chi Kiếm, Lôi Điện Chi Nguyên Lâm Minh không có dám bước vào Bách Lý Lôi Vực, chỉ là phóng xuất ra một đám cảm giác dò xét đi qua, hắn phát hiện, Bách Lý Lôi Vực trong phạm vi lực trường đã vặn vẹo đến xé rách trình độ, trong hư không tràn ngập tất cả lớn nhỏ ẩn hình vết nứt không gian, mệnh vẫn võ giả tới đây, đừng nói là cái kia không chỗ nào không có khủng bố lôi cầu, tự là những vết nứt không gian này cũng đủ để trí mạng rồi. Lâm Minh thao túng lấy cảm giác, cẩn thận từng ly từng tí vượt qua mỗi một quả lôi cầu, nếu như không cẩn thận va chạm vào lời của bọn nó, cái này sợi cảm giác tuyệt đối sẽ bị đốt được cho đều không thừa. Theo cảm giác không ngừng xâm nhập, lại để cho Lâm Minh giật mình sự tình đã xảy ra. Hắn tại hơn 100 dặm lôi vực trên không thình lình phát hiện từng tòa trôi nổi không trung hòn đảo những hòn đảo này phổ biến chỉ có hơn 10 dặm lớn nhỏ, tự như trong truyền thuyết tiên cảnh một loại. Lôi vực phía trên có không trung hòn đảo. Chúng tại sao phải lơ lửng ở giữa không trung? Lâm Minh hoảng sợ, tại đây pháp tắc đã vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi rồi. Cảm giác dò xét đến hòn đảo phía trên, Lâm Minh càng là giật mình được không ngậm miệng được, hòn đảo bên trên vậy mà. Có cây. Một cây gốc thần thụ, số lượng thập phần rất thưa thớt một hòn đảo bên trên cũng khó có thể cam đoan có một cây chúng cùng không trung lơ lửng lôi cầu bình yên ở chung thậm chí có thể theo lôi cầu trong thu nạp lực lượng sinh trưởng tại bách lý lôi vực bên trong linh thụ lâm minh hầu kết hung hăng bỗng nhúc nhích qua một cái nhớ năm đó lâm minh tại lôi đình sơn thu thập tử điện thần trúc cùng những linh thụ này vừa so sánh với giống như khác nhau một trời một vực rồi không biết những linh thụ này tồn tại bao nhiêu năm nếu như có thể chém một gốc cây trở về, sẽ là cái gì cấp bậc thiên tài địa bảo? Lâm Minh, cái này hình như là nguyên từ thần thụ. Ân, ừ. Đừng nhìn ta, ta chỉ là đoán đấy. Loại vật này, ta cái đó có cơ hội nhìn thấy, chỉ là ngẫu nhiên nghe được một ít miêu tả mà thôi, mặc dù tại thần vực. Thứ này cũng là chỉ có đại tông môn mới có, thật không biết chúng tại sao phải sinh trưởng ở kỳ tích chi hải lôi vực mà quan trăm mối vẫn không có cách giải, kỳ tích chi hải căn bản không giống như là có thế tồn tại ở thiên diễn đại lục bí cảnh. Lâm Minh cố nén sông đi lên chém mấy cây cây ý niệm trong đầu, không nói đến những nỗi lơ lửng kia lôi cầu. Cho dù những nguyên từ thần thụ này bản thân, cũng vô cùng nguy hiểm, chúng thể nội ẩn chứa khủng bố lôi đình chi lực, tu vi không đủ, tới gần về sau bị nó bắn ra vài đạo nguyên từ thần quan các loại thứ đồ vật, sợ là trực tiếp bị đốt thành cho bụi rồi hơn nữa loại này thần vực đều hiếm thấy nguyên từ thần thụ cho dù vẫn không nhúc nhích cho mình chém hắn cũng chưa chắc chém vào đoạn đợi cho ta thành tựu thần hải nếu có cơ hội tất nhiên đến đi một lần nếu như thần hải cũng không đủ sẽ chờ ta phi thăng thần vực tu vi càng tiến một bước về sau lại đến dò xét dù sao cái này lôi vực bí cảnh sẽ không biến mất mất lâm minh tin tưởng thiên diễn đại lục những thần hải kia đại năng một cái đều đừng muốn đi lên, đừng nói là những năng lượng kia khủng bố linh đảo. Coi như là chính mình đứng thẳng cái này một phương khu vực, đều chưa hẳn có thể có người đi lên. Lâm Minh đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được một tiếng hí thanh âm, phản phất giả thú gầm rú. Ân, Còn sống đồ vật! Lâm Minh trong nội tâm kinh hải, có thể tại 90 dặm lôi vực còn sống biểu diễn tuyệt đối khủng bố vô cùng, hắn là dựa vào tà thần ấu mầm mỏ mới có thể đứng ở chỗ này, như nếu như đối phương chỉ dựa vào bản thân lực lượng tự đứng ở chỗ này, cái kia vô cùng có khả năng là thần hải cấp bậc tồn tại. Lâm Minh tâm thần bỗng nhiên cả kinh, một tay vuốt tu di giới, thu liễm toàn thân khí tức, hoàn toàn đề phòng. Không đúng, không là vật sống, là... Lôi linh. Lâm Minh hải hùng khiếp vía, chỉ thấy tại trăm trượng xa xa, có một đầu thân dài chỉ có mấy xích màu tím tiểu sư tử, theo hắn trên người rõ ràng có thể cảm nhận được thuần túy cực kỳ lôi đình chi lực hơn nửa ngoại trừ lôi đình chi lực bên ngoài không có mặt khác bất luận cái gì năng lượng đây rõ ràng là lôi linh mới có dấu hiệu thế nhưng mà chỉ cần xem cái này tiểu sư tử bộ dáng ngưng thực vô cùng liền bộ lông đều rất rõ ràng cùng bình thường sư tử không có bất kỳ phân biệt ở đâu như là lôi linh rõ ràng là một đầu sống sờ sờ sư tử đây là lâm minh đây là lôi nguyên mà quan thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo một tia rõ ràng kinh hoảng. Quả nhiên! Lâm Minh đồng tử co rụt lại, hỏa tinh phía trên là hỏa chủng, lôi linh phía trên là lôi nguyên, lôi nguyên, tức lôi điện bổn nguyên, cho dù là kém cỏi nhất lôi nguyên, cũng muốn so lôi linh khủng bố gấp 10 lần. Lâm Minh hiện tại thể nội tà thần ấu mầm mỏ mới thành lập, thì ra là có thể thừa nhận thiên giai cực phẩm lôi linh chi uy, đối mặt lôi nguyên, hắn không có bất kỳ chống cự chi lực thiên giai cực phẩm lôi linh đã thông linh, lôi nguyên tự nhiên càng phải như vậy, hơn nữa bây giờ đang ở 90 dặm lôi vực bên trong, một khi động thủ, đối phương có thể mượn nhờ vô cùng lôi đình chi lực, Lâm Minh không cho là mình có cái gì phần thắng. Lâm Minh tinh thần lực hoàn toàn ngưng tụ tại tà thần ấu mầm mỏ bên trong, tay phải chăm chú vuốt ngón giữa tu di giới, lúc này trước mắt đầu kia xinh đẹp sư tử, trong mắt hắn không thể nghi ngờ nguy hiểm cực kỳ, một khi nó động thôn vệ tâm tư của mình hắn cũng chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Rống. Tử sư phát ra một tiếng gầm nhẹ, màu hổ phách trong con ngươi hiện lên rõ ràng kiên kỵ chi sắc. Lâm Minh trong nội tâm khẽ giật mình, nó tại kiên kỵ tà thần ấu mầm mỏ. Ân. Không đúng. Lâm Minh phát hiện, tại lôi vực xa hơn chỗ, khoảng cách tử sư còn có hơn 10 trường khoảng cách, còn có một đoàn tử quan, không ngừng tản ra tinh thuần năng lượng, nhìn kỹ, cái kia dĩ nhiên là một thanh kiếm. Bốn thước trường kiếm, hàng quang ung tùm, trên thân kiếm điện quang cúng quanh, một thanh kiếm ô ngâm không thôi. 90 dặm lôi vực bên trong, tại sao có thể có một ngụm kiếm? Tuy nhiên cách xa nhau rất xa, lại có lôi đình chi lực vật che chắn, nhưng Lâm Minh vẫn có thể đoán được, cái này kiếm phẩm cấp cực cao, rất có thể là thánh khí cấp đấy. Lâm Minh càng ngày càng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, như vậy một ngụm thần kiếm, không có khả năng tùy ý bị vứt bỏ tại lôi vực bên trong chẳng lẽ lúc trước có một cái thần hải đại có thể đi vào lôi vực kết quả thân vẫn lôi vực bên trong để lại bội kiếm của hắn sao lâm minh đang tại nghĩ ngợi lung tung thời điểm cảm giác quét qua cái kia khẩu thần kiếm kiếm đốc kiếm lập tức lòng hắn thần rung mạnh tại kiếm đốc kiếm phía trên rõ ràng khắc lấy một cái cổ xưa thần bí đồ án như là loại chim đồ đằng mà cái này thần bí đồ đằng cùng lâm minh theo vạn cổ ma khanh thần nữ cùng giác trên người tìm được ngọc bội đồ án giống như đúc đây là cái kia thần nữ còn sót lại bội kiếm không đúng lâm minh lắc đầu thần nữ ngủ say tại vạn cổ ma khanh cách cách nơi này chỉ sợ có ức dặm xa hơn nữa lúc ấy trong hầm quan tài của nàng chôn cùng một căn trường thương chỉ tiếc thương đã bẻ gãy tổn hại năng lượng mất hết rồi bởi vì nhu nhược kia duy mỹ thiếu nữ cùng cái kia cán cao chót vót thương tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập lâm minh ấn tượng sâu đậm thần nữ vũ khí hẳn là thương chui kiếm này hơn phân nửa không phải là của nàng. Dưới ánh mắt dời, Lâm Minh phát hiện tại trên chui kiếm, thình lình có lưỡng cái thần vực chữ cổ thể, trên ghi. Hạo Bạch Hạo Bạch chi kiếm Lâm Minh chỉ biết là cái này kiếm rất có thể là thánh khí, nhưng phần không rõ nó cụ thể cấp bậc, hắn giá trị, hơn phân nửa không tại càng không dung nhật lô phía dưới. Lâm Minh nhìn xem Hạo Bạch chi kiếm cùng tử sư dặn co, phải nói, là hai người bọn họ vốn là ngay tại giàn co, rồi sau đó chính mình cuốn vào trong đó, chỉ là một cái khách không mời mà đến. Hồi tưởng tử sư phía trước kiên kỵ chi sắc, chẳng lẽ nó tại e ngại cái này một ngụm vô chủ chi kiếm. Một thanh kiếm, có thể uy hiếp được một đạo lôi nguyên, thật sự là kỳ dị vô cùng. Nhân thể hội bị lôi điện đốt trọi, kiếm thể cũng không, nhưng là kiếm nếu muốn có linh, nhất định phải bám vào kiếm hồn hoặc là võ giả chiến linh mới được, những vật này lại sẽ bị lôi nguyên gạt bỏ. Trước mắt cái này chui hạo bạch chi kiếm hiển nhiên có linh, thế nhưng mà lôi nguyên lại không làm gì được trên thân kiếm kiếm hồn. Dằng có tiểu thời gian chừng nửa nén hương, tử sư tự hộ rốt cục bắt đầu sinh thoái ý, nó thật sâu nhìn lâm minh liếc, quay người chạy trốn, lấy một địch hai, cũng không sáng suốt, huống chi lâm minh trên người đồng dạng có một cổ khiến nó sợ hãi khí tức. Hạo bạch chi kiếm cũng không có truy kích, lâm minh tự nhiên cũng sẽ không biết đuổi theo, hắn tuy nhiên rất tưởng thu phục đạo này lôi nguyên cho mình dùng nhưng lại tin tưởng dùng mình bây giờ lực lượng cho dù là yếu nhất lôi nguyên cũng không đối phó được vì vậy chỉ còn lại có lâm minh cùng cái kia một ngụm hạo bạch chi kiếm xa xa tương vọng lâm minh do dự một chút cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận hạo bạch chi kiếm chui kiếm này lập tức phát ra trận trận gào thét ngâm khẽ nương theo có sát cơ tràn ra hiển nhiên tại cảnh cáo lâm minh loại biến hóa này không có chút nào vượt quá lâm minh dự kiến Hắn theo tu di giới trong lấy ra một đạo thanh thương sắc ngọc bội động ở trên người, đúng là cái kia thần nữ ngọc bội. Trường kiếm thông linh, rõ ràng nhận ra ngọc bội kia khí tức. Nó rất nhỏ rung động lắc lư lấy, phiến khắc về sau, thân kiếm đảo ngược, bay đi. Lâm Minh không có chút gì do dự theo sát phía sau, vừa rồi tiếp xúc, hắn có thể cảm nhận được tại trên thân kiếm gửi phụ một đạo đáng sợ võ đạo ý chí, cái này cổ võ đạo ý chí cùng vốn là kiếm hồn dung hợp cùng một chỗ khiến cho kiếm hồn đã có bất hủ ý cảnh, tự hồ vĩnh viễn sẽ không bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà suy yếu. Trường kiếm trong nháy mắt phi hành hơn 10 dặm khoảng cách, xuyên qua vô số lôi quan. Lâm Minh chân đạp kim bằng phá hư thân pháp, một bước đều không có rơi xuống, may mắn hắn vừa mới hoàn thành lôi quan tôi thể, nếu không tại trong 90 này lôi vực bên trong dùng loại tốc độ này xuyên thẳng qua, thời gian ngắn hội đánh lên trên trăm đạo lôi quan, không nên tan thành mây khói không thể lại đã bay hơn 10 tức thời gian, tại Lâm Minh xuất hiện trước mặt một tòa không trung hòn đảo, cùng lúc trước mọc ra nguyên từ thần thụ hòn đảo cơ hồ giống như đúc, chỉ là nó lơ lửng tại 90 dặm lôi vực khu vực, mà không phải bách lý lôi vực. Hòn đảo trên không bao phủ một tầng uốn éo từ trường gấp khúc, như là một quả trứng gà sát đồng dạng bảo vệ chỉnh tòa đảo, phía dưới là một tòa trăm trượng cao tiểu sơn. Hạo Bạch Chi kiếm đơn giản phá vỡ lực trường, bay vào tiểu sơn sườn núi chỗ một tòa trong sơn động. Lâm Minh đuổi sát mà đến, cầm trong tay màu đỏ trường thương, quán chú lôi hỏa chi lực, một thương xuyên thủng lực trường, cũng đi theo hướng sơn động bay đi. Tới gần cái kia sơn động, Lâm Minh cảm nhận được một cổ mênh mông bao là khí tức, phản phất trong sơn động ở lại lấy một vị cái thế đế vương. Sẽ là một cái tuyệt thế cường giả động phủ sao? Lâm Minh trong nội tâm xẹt qua ý nghĩ này, mang sùng kính chi tâm, bước chân vào trong sơn động. Ngọn núi này động tràn ngập một cổ tuế nguyệt hương vị, phản phất đã đã trải qua vô cùng đã lâu thời gian. Chỉ là đi vài bước, Lâm Minh phát hiện mặt đất đứng thẳng một cái tấm bia đá, thượng diện có khắc chữ, đó là thần vực ngữ, đầu bút lông ngân câu tranh sắc, có một cổ cô động kiếm ý quanh quẩn tại bút tích tầm đó, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Ta dùng kiếm trong tay, chiến càng khôn, chiến luân hồi, số mệnh không dung tộc của ta, ta đánh vỡ số mệnh chi khóa, thương thiên không dung tộc của ta, ta đi ngược chiều phạt tiên. Ngắn ngủn một câu, 36 chữ, tràn ngập ý chí bất khuất. Số mệnh không dung tộc của ta, ta đánh vỡ số mệnh chi khóa, thương thiên không dung tộc của ta, ta đi ngược chiều phạt tiên. Quả nhiên là cái gọi là thần khí nhất tộc nguyền rủa A. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 820. Thiên đố nhất tộc bác vẫn lôi hoàng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 820. Thiên đố nhất tộc, bác vẫn lôi hoàng lúc trước lâm minh cứu giác thời điểm chợt nghe nàng đã từng nói qua, bọn hắn thần khí nhất tộc gánh vác lấy nguyền rủa Với tư cách bị nguyền rủa gia tộc, bọn hắn không có dòng họ, cũng không có tồn tại, truyền thuyết là gia tộc tổ tiên chọc giận tới thần chi, lúc này mới đánh xuống trừng phạt, tộc nhân thế thế đại đại thừa nhận huyết mạch nguyền rủa nỗi khổ. Bọn hắn trên mặt hình xăm chú ấn, tự là huyết mạch nguyền rủa tiêu chí. Thần khí nhất tộc tử tôn, theo sinh ra về sau, mỗi qua một thời gian ngắn, sẽ thừa nhận một loại lại để cho người khó có thể chịu được đau đớn tra tấn, đau tận xương cốt, hơn nữa theo tuổi phát triển, thống khổ phát tác khoảng cách hội càng lúc càng ngắn, tiếp tục thời gian cũng sẽ biết càng ngày càng dài, thẳng đến đêm người đau chết, hay hoặc là bức người tự sát chỉ có tu võ, mới có thể dùng bản thân lực lượng cùng ý chí trì hoãn áp chế loại này đau đớn, nhưng mà thật đáng buồn chính là, mặc dù thần khí nhất tộc đệ tử thiên phú viễn siêu tại một loại võ giả, nhưng cũng không cách nào làm trái vận mệnh, tu luyện tới hậu kỳ, yên nguyên sẽ thu bởi huyết mạch nguyên rủa. Động phủ chủ nhân lưu lại cái này 36 chữ, là nói rõ hắn cùng với nguyên rủa vận mệnh chống lại đích ý chí cùng quyết tâm cái này 36 chữ giữa những hàng chữ ngoại trừ vẽ này ý chí bất khuất bên ngoài, cũng toát ra một cổ bi tráng khí tức, lại để cho xem bi chi nhân cảm khái thiên chi bất công. Đối với một người như vậy kiệt, như vậy một cái bi kịch mà vừa thần bí gia tộc, lâm minh trong nội tâm thủy chung mang một phần kính ý. Hắn ly khai tấm bia đá tiếp tục đi tới, huyệt động cũng không sâu, lâm minh chỉ là đi trăm trượng khoảng cách liền đạt tới cuối cùng, ở chỗ này có một chỗ không lớn thạch thất. Đương Lâm Minh bước vào thạch thất về sau, lập tức cảm nhận được một cổ khổng lồ uy áp, mang theo cường hãng tinh thuần lôi đình phong bạo tịch cuốn tới, cơ hồ đưa hắn đẩy ra bên ngoài. Lâm Minh trong nội tâm cả kinh, vận chuyển tà thần chi lực kháng trụ cái này cổ lôi đình phong bạo. Một lần nữa đi vào thạch thất. Thạch thất chỉ có mấy trường phương viên, trung ương xếp đặt một trương giường đá, một trương bàn đá, còn có mấy cái ghế đá. Những bàn đá này ghế đá đều là nguyên từ thạch điêu mài mà thành những nguyên từ này thạch tại lôi vực không biết tồn tại bao lâu tuế nguyệt, kinh nghiệm lôi điện rèn luyện, đã tương đương với thiên tài địa bảo rồi. Ngăn nắp nguyên từ trên bàn đá, bày biện một khối màu tím tinh thạch. Vừa rồi vẽ này lôi đình phong bạo tự hồ chính là do cái này màu tím tinh thạch phát ra. Mà ở trên giường đá, tắc thì yên tĩnh nằm một cổ hài cốt, hài cốt ống ánh sáng long lanh, phản phất thủy tinh điêu thành, đã không biết ở chỗ này nằm đã bao nhiêu năm. Đối với cổ hài cốt này, Lâm Minh không chút nào ngoài ý muốn, huyệt động này chủ nhân tự nhiên là chết rồi, nếu không sẽ không tùy ý bội kiếm bay ra đến ngăn địch. Liết qua hài cốt hơi nghiêng, cái kia hạo bạch chi kiếm đã trở vào bao. Chút nào nhìn không ra nửa điểm mũi nhọn. Khó có thể tưởng tượng nó vừa mới cùng sau cực phẩm lôi linh còn khủng bố gấp 10 lần lôi điện chi nguyên dặn co qua. Một vị cổ đại phong hoàng cường giả di hài. Lâm Minh thở dài một hơi. Điều này hiển nhiên cũng không tầm thường phong hoàng cường giả, có thể ở chỗ này kiến tạo đồng phủ người, có lẽ là ma đế cái kia cấp bậc đích nhân vật. Đáng tiếc. Lại phong hoa tuyệt đại đích nhân vật, cũng không chịu nổi tuế nguyệt ăn mòn. Đào thoát không xuất ra luân hồi nổi khổ. Lâm Minh yên lặng thi lễ một cái, cái này mới phát hiện, cái này phong hoàng cường giả trên ngón tay còn mang theo một quả tu di giới. Lâm Minh do dự một chút, đang nghĩ ngợi hạo bạch chi kiếm mang chính mình đến trong động phủ này, có phải hay không đã ngầm đồng ý hắn có thể dò xét một phen tu di giới bên trong đích vật phẩm, đúng lúc này, mà quan phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Lâm Minh lại càng hoảng sợ, còn lấy vi ma quan đã xảy ra chuyện gì, vội vàng nội thì tinh thần chi hải, phát hiện cái thằng này êm đẹp, căn bản không có việc gì. Ngươi làm gì thế? Cả kinh một chợt đấy. Lâm Minh tức giận nói. Tiểu tử, ngươi xem trên bàn đá đó là cái gì? Lâm Minh men theo mà quan thanh âm nhìn lại, trên bàn đá, có một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay màu tím tinh thạch, tại màu tím tinh thạch hơi nghiêng, còn có mấy khối ngón tay đỉnh lớn nhỏ vỡ vụn tinh thạch, tự hồ là đại tử tinh bên trên thoát rơi xuống đấy. Lâm Minh vừa tiến vào nhà đã liền phát hiện những tử tinh này, nó trong đó ẩn chứa tinh thuần lôi hệ năng lượng, hiển nhiên là lôi thuộc tính thiên tài địa bảo, Bất quá Lâm Minh đầu tiên bị đóng cửa hoàng cường giả hài cốt hấp dẫn, cho nên trong lúc nhất thời không có lo lắng dò xét những tử tin này rốt cuộc là cái gì. Hắn thả ra cảm giác, kiểm tra một phen, trong đầu lại tìm không thấy tương quan trí nhớ, hắn kế thừa thần vực đại năng trí nhớ dù sao chỉ là tàn phiến. Đó là cái gì? Lâm Minh hỏi. Mà quan thanh âm kích động lên, nếu như không là vì tại lôi vực, nó với tư cách thể linh hồn không dám tùy ý hiện hình nó nhất định sẽ lao ra lâm minh tinh thần chi hải. Nếu như bản thánh không có đoán sai, những là này lôi nguyên sinh ra đời sau đích bạn sinh lôi tinh. Thứ này là có thể rèn luyện chiến linh thiên tài địa bảo, mặc dù tại thần vực cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Rèn luyện chiến linh Lâm minh tâm niệm vừa động, thần vực võ học giới truyền lưu một câu, nhục thân tốt luyện, chiến linh khó thành. Tuy nhiên thần vực luyện thể võ giả chiếm đoạt tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là thần vực võ giả số đến quá kinh khủng, cho nên tính toán xuống cũng là không ngàn không vạn, đối luyện thể võ giả mà nói, tiêu hao tài nguyên không thể nghi ngờ nếu so với luyện tụ nguyên hệ thống võ giả nhiều ra gấp trăm lần đến, thế nhưng mà dù vậy, nhục thân hay vẫn là tốt luyện. Chỉ cần bất cứ giá nào rộng lượng tài nguyên, tổng có thể khai hết bác môn động giáp, thế nhưng mà. Chiến linh lại bất đồng. Nó sao nhục thân khó luyện nhiều lắm chiến linh tại chính thức thành hình phía trước, còn có dựa vào mặt khác cường giả còn sót lại đích ý chí trợ giúp rèn luyện, ví dụ như Lâm Minh lúc trước tìm được huyết yêu cốt tự là loại này. Thế nhưng mà từ khi chiến linh thành hình về sau, nhất là thanh đồng tiểu thành, thanh đồng đại thành về sau, tự tuyệt ít có thiên tài địa bảo có thể rèn luyện chiến linh, bởi vì nó thuộc về võ giả bản thân đích ý chí, võ giả ý chí, quyết định bởi tại bản tâm, thù ngoại giới năng lượng ảnh hưởng nhỏ nhất. Cho nên mới phải nói, nhục thân tốt luyện, chiến linh khó thành. Võ giả chiến linh, thành hình về sau tự cơ bản muốn dựa vào bản thân phát triển, mà càng sớm lĩnh ngộ chiến linh, phát triển không gian lại càng lớn, cho nên lĩnh ngộ chiến linh sớm cùng muộn, đối với võ giả mà nói ý nghĩa trọng đại. Lâm Minh không nghĩ tới, trước mắt cái này một ít không thế nào thu hút tử tinh, tự là có thế rèn luyện chiến linh đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Bạn sinh lôi tinh là cái gì? Ma Quang nói lôi nguyên là lôi hệ nguyên khí trải qua vô tận dài dòng buồn chán thời gian thai nghén đi ra nó vừa mới sinh ra đời thời điểm bị bao khỏa tại kỳ thạch bên trong rồi sau đó chậm rãi phá thạch mà ra lôi nguyên chi lực hội thẩm thấu đến kỳ thạch bên trong tích lũy tháng ngày cải biến kỳ thạch kết cấu cuối cùng nhất hình thành bạn sinh lôi tinh đại đa số lôi nguyên sinh ra đời về sau đều có bạn sinh lôi tinh nhưng là một cái lôi nguyên sinh ra đời có lẽ phải kể tới ức năm mấy chục ức năm lôi nguyên một khi sinh ra đời cơ bản sẽ không hủy diệt thần vực ngàn tỷ năm tích lũy xuống cũng có không thiếu mà bạn sinh lôi tinh tựu không giống với lúc trước một khi dùng cũng chưa có thần vực một vạn năm qua mới có thể sinh ra đời mấy cái lôi nguyên bạn sinh lôi tinh tuyệt thiếu cho nên trân quý vạn phần ta cũng là bởi vì phía trước gặp được lôi nguyên mới mơ hồ suy đoán ra một ít đến cái kia lôi nguyên sở dĩ sẽ cùng hạo bạch chi kiếm giằng co hơn phân nửa chính là vì cái này đoạt lại những bạn sinh lôi tinh này. ma quan một phen giải thích lại để cho Lâm Minh trong nội tâm tỉnh ngộ, cơ duyên như vậy thật sự là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Hắn nhìn hạo bạch chi kiếm liếc, đã thấy chui kiếm này như trước cắm ở kiếm trong vỏ, không có có phản ứng gì, tự hồ tùy ý chính mình lấy đi bạn sinh lôi tinh. Lâm Minh trước là đối với thủy tinh hài cốt xá một cái, rồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem bạn sinh lôi tinh đã thu vào tu di giới. Đúng lúc này, hạo bạch chi kiếm rất nhỏ rung động bỗng nhúc nhích, một đám kiếm quang theo kiếm đốc kiếm bên trên phát ra, bao khỏa thủy tinh hài cốt tay trái trên ngón tay tu di giới, nâng chiếc nhẫn kia chậm rãi bay lên, bay về phía Lâm Minh. Một màn này lại để cho Lâm Minh trợn mắt há hốc mồm, đây là muốn đem tu di giới tiễn đưa cho mình. Chính mình lấy đi bạn sinh lôi tinh, đã có chút chột dạ rồi, hạo bạch chi kiếm lại muốn đem nó chủ nhân tu di giới cũng tiễn đưa cho mình mặc dù nói cái này tu di giới trong mặt kệ có cái gì đối với một thanh kiếm đều không có bất kỳ tác dụng nhưng nó cùng mình chỉ xem như bèo nước gặp nhau không có lẽ tiễn đưa dậy như vậy lễ a à, chẳng lẽ cũng là bởi vì cái kia khối thần nữ ngọc bội nó đem mình làm thần khí nhất tộc hậu nhân lâm minh đang tại nghĩ ngợi lung tung thời điểm một quả ngọc giản bị năng lượng bao vây lấy theo tu di giới trong bay ra bay đến lâm minh trên tay lâm minh trong nội tâm nếu có điều cảm giác đem ngọc giảng nắm trong tay thần thức quét qua, đây không phải công pháp bí tịch, mà là một bộ bản chép tay, ghi lại chủ nhân cuộc đời kinh nghiệm. Mà Lâm Minh cũng biết huyệt động này chủ nhân danh tự, đế hạo, trong đó hạo là tên, mà đế tắc thì đại biểu cảnh giới của hắn, hắn cùng với giác đồng dạng, không có dòng họ. Ngoại trừ đế hạo bên ngoài, hắn còn có một danh xưng, bác vẫn lôi hoàng. Bác vẫn, lại là bác vẫn. Có thể được hưởng cái này danh hiệu võ giả, phải là vượt qua 8 lần mệnh vẫn cường giả, từ xưa đến nay, thiên diễn đại lục bác vẫn phong hoàng cường giả không cao hơn một tay số lượng, liền ma đế, cũng không quá đáng là 7 lần mệnh vẫn mà thôi. Lâm Minh tiếp tục xem cái này ngọc giảng bản chép tay, càng xem hắn đối với cái này bác vẫn lôi hoàng càng là cảm thấy tôn kính, khâm phục. Bác vẫn lôi hoàng khi còn nhỏ tư chất cũng không tính xuất chúng, nhất là tại thiên tài xuất hiện lớp lớp thần khí nhất tộc càng là lộ ra bình thường nhưng mà hắn ý chí cứng cỏi tu luyện cực kỳ khắc khổ dám đánh dám liều vì ma luyện chính mình tìm kiếm cơ duyên hắn bốn phía du lịch nhiều lần hành tẩu ở sinh tử hiểm cảnh bên trong thành toàn đan phá mệnh vẫn bởi vì lực ý chí vô cùng cường đại hắn tại toàn đang trung kỳ tự lĩnh ngộ chiến linh hơn nửa lĩnh ngộ ba loại võ ý trong đó một loại võ ý là cực kỳ khó được lực trường võ ý lôi điện lực trường đây cũng là đế hạo ngày sau có thể lấy được kinh người thành tựu nhất nguyên nhân căn bản. Hắn có thể tại thân thể chung quanh hình thành lôi chi năng lượng lực trường, võ giả sau khi tiến vào, nhẹ thì toàn thân tê liệt, nặng thì bị đốt thành than cốc. Đế hạo lôi hoàng danh hào chính là do này mà đến. Bởi vì lôi điện lực trường, hắn có thể tiến vào 8.000 dặm màu đen đầm lầy lôi vực rèn luyện thân thể, bài xuất thể nội tạp chất, đánh lao căng cơ, như thế hắn có thể vượt qua 8 lần mệnh vẫn, số bác vẫn lôi hoàng bác vẫn một thành, lại phá thần hải, để hạo có thế miễu sát đồng cấp thần hải cường giả, tiếp qua hơn một ngàn năm, thực lực của hắn đã độc bộ thiên hạ. Chỉ tiếc, thần khí nhất tộc huyết mạch cuối cùng là đánh không phá ma chú, đảm nhiệm bác vẫn lôi hoàng thiên tư kinh người, lại cũng không thể thoát khỏi nguyền rủa lực lượng, cuối cùng nhất tại lôi vực bế quan lúc thân vẫn không sai. Đáng tiếc cái này một đời nhân kiệt. Lâm Minh trong nội tâm cảm khái, đem 8.000 dặm màu đen đầm lầy trên không lôi vực với tư cách bế quan chi địa, cái này là bực nào phách lực, mặc dù sau khi chết, hắn võ đạo ý chí kèm theo tại bội trên thân kiếm, có thể làm cho bội kiếm cùng lôi nguyên tương bác. Cái này được nhờ sự giúp đỡ bác vẫn lôi hoàng võ đạo ý chí bản thân kèm theo lôi hệ thuộc tính, cho dù là thần hồn, cũng căn bản không sợ lôi nguyên, đây là ma quan thần hồn xa xa so sánh không bằng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 821 Ra lôi vực chiến ma sứ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đế hạo bản chép tay phần sau đoạn, ghi lại đế hạo nhân sinh cuối cùng ngàn năm trong thời gian, lấy tự thân thực lực chống lại nguyền rủa số mệnh đủ loại nhìn thấy mà giật mình kinh nghiệm, đây đối với thần khí nhất tộc mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng quý giá tư liệu bản chép tay cuối cùng, chỉ có một câu nói. Thiên diễn lịch ba vạn một nghìn hai trăm năm, cùng đế tà đánh một trận, trọng thương, từ cảm huyết mạch nguyền rủa lần thứ tám kiếp nạn đã tới, lôi vực vượt sông bằng sức mạnh, bế tử quan. Lâm Minh nhìn đến đây hơi hơi ngốc, đế tà là ai? Bác vẫn lôi hoàn thành tựu thần hải sau một ngàn năm đã thực lực có một không hai thiên hạ, đến hắn lưu lại ngọc giảng bản chép tay lúc, sợ là vừa đã qua không thời gian ngắn ngủi, tu vi tái tiến một bước, để tà nhưng có thể đưa đánh cho trọng thương vì sao trong lịch sử căn bản cũng không có về hắn ghi lại chẳng lẽ đối phương căn bản không phải đến từ thiên diễn đại lục vị diện cùng bác vẫn lôi hoàng đánh một trận sau để tà hay sống vẫn còn đã chết lâm minh trong lòng sinh ra đủ loại nghi vấn đáng tiếc đế hạo bản chép tay trung cũng không đến tiếp sau ghi lại nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lần này bế tử quan sau bác vẫn lôi hoàng liền vẫn lạc vốn là tự trọng thương, hơn nữa, huyết mạch nguyền rủi lần thứ tám kiếp nạn. Bế tử quan hung hiểm trình độ có thể nghĩ. Lâm Minh tiếp tục dò xét đế hạo tu di giới trong những khác di vật, này tu di giới mặc dù đã trải qua đến thời gian vạn năm, nhưng trong đó tinh thần ấn ký vẫn rõ ràng vô cùng, mang theo bộc lộ tài năng lôi đình thuộc tính, để cho Lâm Minh vừa cảm khái một phen đế hạo ý chí cường đại, sợ là đối phương đã sớm thành tựu bạch ngân chiến linh. Bạch ngân chiến linh, vừa từ mang lôi đình thuộc tính ở lôi vực vài ngàn năm chẳng những sẽ không bị nơi này lôi điện lực tước nhược nhưng ngược lại sẽ nhận được lôi đình lực tẩm bổ chỉ là có chút kỳ quái bác vẫn lôi hoàng nếu chiếm được bạn sinh lôi tinh vì sao không cần tới rèn luyện hắn chiến linh để cho chiến linh càng tiến một bước lâm minh lẩm bẩm tự nói mà quang nói nếu như ta không có đoán sai lời của Bác vẫn Lôi Hoàng ban đầu là bắt được này tử sư Lôi Nguyên, đem nó giam cầm ở đồng phủ của mình trong, muốn hấp thu nó, chẳng qua là tu vi còn chưa đủ để, cho nên tạm thời phong ấn. Mà bạn xin Lôi Tinh làm cùng tử sư Lôi Nguyên cùng nhau ra đời thiên tài địa bảo, tự nhiên là tốt nhất phong ấn dung khí, đáng tiếc, cuối cùng bác vẫn Lôi Hoàng vẫn chưa đạt tới hấp thu tử sư Lôi Nguyên cảnh giới cũng đã vẫn lạc. Theo bác vẫn Lôi Hoàng vẫn lạc. Phong ấn lực lượng từng năm tước nhược tử sư lôi nguyên tự trốn thoát, tiếp theo thì có sau lại một mạng, tử sư lôi nguyên nghĩ muốn đoạt lại trong đồng phủ bạn sinh lôi tinh. Tuy nhiên nó không làm gì được bác vẫn lôi hoàng bội kiếm. Cho nên cuộc chiến đấu này vẫn kéo dài đến hiện tại. Lâm Minh gật đầu. Mà quan theo như lời hẳn là 89 phần 10, hạo bạch chi kiếm bản thân vì thánh khí cấp kim khí chế tạo, kiếm thể không hải sợ lôi đình. Mà kiếm hồn trung bám vào bác vẫn lôi hoàng lôi đình ý chí, giống như trước không hải sợ lôi đình công kích, tử sư lôi nguyên tự nhiên không thể làm gì. Lâm Minh ở bác vẫn lôi hoàng tu di giới trung tìm kiếm một phen, phát hiện một chút bình thuốc, học ngọc, ngọc giảng, bảo khí còn có mấy ngàn nguyên linh thạch. Bác vẫn lôi hoàng xa không có Lâm Minh tưởng tượng giàu có, thậm chí có thể nói, hết sức kham khổ. Trừ thánh khí cấp bội kiếm, bạn sinh lôi tinh ở ngoài, cánh là không có gì giá trị liên thành độ, cùng hắn thiên hạ đệ nhất nhân thân phận cực kỳ không hợp đỉnh cấp đang dược có lẽ ở cuối cùng đánh một trận lúc sau đã bị bác vẫn lôi hoàng dùng xong ngọc giảng là thần khí nhất tộc truyền thừa công pháp còn có bác vẫn lôi hoàng của mình tu luyện tâm đắc ghi lại những thứ này đối với thần khí nhất tộc cũng là trọng yếu phi thường đối với ta mà nói cũng chỉ có chút ít bình thường tham khảo tác dụng thôi từ đây là lôi chi ý cảnh tường giải Lâm Minh thấy một đạo tử sắc ngọc giảng tâm trung vừa động, hắn hiện tại ở Lôi Chi Ý cảnh phương diện cực độ thiếu thốn, hắn có cực cao Lôi Chi nguyên khí phù hợp độ, nhưng đối với Lôi Chi Ý cảnh lĩnh ngộ thật là ít ỏi, có này một quả ngọc giảng có thể cho mình mang đến trợ giúp rất lớn. Lấy Bác vẫn Lôi Hoàng cảnh giới, đối với Lôi Chi Ý cảnh hiểu tất nhiên cực kỳ khác sâu. Lâm Minh thu thập xong Bác vẫn Lôi Hoàng di vật, ngoại ý muốn thấy được trong đó về thần khí nhất tộc ẩn cư đất đánh dấu. Để cho Lâm Minh vô cùng ngoài ý muốn chính là thần khí nhất tộc rõ ràng cư ngụ ở một chỗ phong bế trung thiên thế giới. Thần khí nhất tộc ở trung thiên thế giới. Lâm Minh có chút kinh dị, Thiên Diễn Đại Lục vị diện dựa vào trung thiên thế giới rất ít, bởi vì trung thiên thế giới so sánh với tiểu thiên thế giới vững chắc nhiều lắm, pháp tắc cùng đại thiên thế giới không có gì bất đồng, vừa dễ thủ khó công, cho nên là thế lực lớn vùng giao tranh, nhất là bên trong có linh mạch trung thiên thế giới càng phải như vậy thần khí nhất tộc có thể chiếm cứ một chỗ trung thiên thế giới, thực lực của nó tất nhiên so với mình vốn là tưởng tượng cường đại rất nhiều. Chẳng qua là kỳ quái. Nếu thần khí nhất tộc thực lực như thế cường đại, vì sao giác sẽ bị Tây Bắc Đại Mạc ép buộc đi? Thần khí nhất tộc trung thiên thế giới cửa vào, ở vào thất tinh thần quốc Tây Nam 30 vạn dặm, ta hẳn là đi một chuyến nơi đó, đem bác vẫn lôi hoàng một chút di vật trả lại cho thần khí nhất tộc, Lâm Minh lấy đi bác vẫn lôi hoàng lưu lại đắc ý cảnh ngọc giảng cùng trân quý nhất bạn sinh lôi tinh, còn lại đồ, nhất là thần khí nhất tộc công pháp truyền thừa tâm đắc, cùng với bác vẫn lôi hoàng đối kháng tranh giành nguyền rũ kinh nghiệm ghi lại, những đồ này đối với thần khí nhất tộc quá trọng yếu, Lâm là Minh làm việc này đương nhiên, bao gồm bác vẫn lôi hoàng hài cốt cùng bội kiếm, cũng nên mang về cố thổ. Mặc dù Lâm Minh làm những thứ này, cũng xa xa không đủ để báo ân, bạn sinh lôi tinh giá trị không thể đo lường. Lâm Minh đoán chừng một chút thời gian, mình tiến vào lôi vực đã hơn một canh giờ, mặc dù nói tám nghìn dặm màu đen trong ao đậm lực trường phong bế, không gian lực quỷ dị, một khi tiến vào trong đó rất khó truy tung, nhưng Lâm Minh vẫn còn không dám ở lôi vực ngẩn đến quá lâu, ai biết tu la thần quốc có thể hay không phát điên, liên tiếp phái ra bảy tám thần hải đại năng sưu tầm mình. Đến lúc đó bảy tám thần hải đại năng liên thủ, hơn nữa tu la thần quốc tích lũy nhiều năm như vậy truyền thừa. Xuống tới nội tình, bọn họ chưa chắc không có cách nào tìm được mình, mặc dù núp ở lôi vực cũng cũng không an toàn. Lâm Minh cố nén hạ ở chỗ này tu luyện lôi chi ý cảnh, cùng sử dụng bạn sinh lôi tinh rèn luyện chiến linh ý niệm trong đầu, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Hắn hướng về phía bác vẫn lôi hoàng hài cốt lần nữa một xá, đem hài cốt thu vào, do dự một chút, hắn vừa cầm lấy hạo bạch chi kiếm, trường kiếm thông linh, cũng không có phản kháng, tùy ý Lâm Minh đem chi thu nhập rồi tu di giới trong triển khai thân pháp thoát ra lôi hoàng động phủ, Lâm Minh cũng không có vội vã lao ra lôi vực, hắn còn có một vật chuyện vô cùng trọng yếu muốn, đó chính là để cho tà thần ấu nha hút mãn lôi quan năng lượng, cung mình tương lai vượt sông bằng sức mạnh mệnh vẫn. Lúc trước tà thần ấu nha đã tại 80 dặm lôi vực trung hấp thu đại lượng tử kim sắc lôi đình, Lâm Minh đem những thứ này cấp thấp lôi đình toàn bộ bỏ qua không nên, đổi lại nhất cường đại xích kim sắc lôi quan. Loại này lôi quan, mặc dù Lâm Minh đã trải qua lôi quan tôi thể sau, cũng vẫn có chút không chịu nổi, hắn cắn răng kiên trì, từng điểm từng điểm nhìn tà thần ấu nha đem vàng rồng lôi quan hút mãn. Cả thấy một khắc đồng hồ đi qua, Lâm Minh cả người là mồ hôi, tà thần ấu nha cuối cùng hút no rồi lôi quan lực, cả gốc cây ấu nghiền cũng trở nên xích chói. Tốt lắm! Lâm Minh thở dài một hơi, lôi vực 90 dặm nơi, đại đa số thần hải đại năng cũng lên không nổi, Lâm Minh sợ lấy lôi quan mặc dù khách quan này tấm lôi vực chẳng qua là muối bỏ biển, nhưng là tinh hoa nhất xích kim sắc lôi quan, hẳn là đầy đủ mình độ mệnh vẫn. Mọi sự đã chuẩn bị, Lâm Minh rút ra tu di giới trung màu đỏ trường thương, lôi họa ý cảnh quán chú trong đó, đột nhiên nhất thương đâm ra. Thiên Không gian rung động, Lâm Minh phá khai rồi 90 dặm lôi vực vặn vẹo lực trường, hướng 80 dặm lôi vực bay đi. Nửa phá Đệ nhị thương, Lâm Minh thuận lợi đã tới 70 dặm lôi vực. Một tầng lại một lần, Lâm Minh thế không thể đỡ. Đến 30 dặm lôi vực, lực trường vặn vẹo được đã rất không rõ ràng, căn bản không nên ra súng, trực tiếp hướng cũng có thể xông qua. Cứ như vậy, mười mấy tức công phu, Lâm Minh sẽ đến tầng ngoài cùng lôi vực. Cái kia lão yêu bà không biết còn ở đó hay không phía ngoài, có thể hay không bị 8.000 dặm màu đen trong ao đầm độ giết chết, nàng đã chết cũng là bớt lo, bớt quá không có chết lời của. Hắc hắc, tốt hơn. Lâm Minh trong ánh mắt nhưng hiện lên một đạo sáng quắc chiến ý, bị tất như ngọc cùng mấy ma sứ giống như săn đuổi vật giống nhau đuổi theo mấy vạn dặm, thủ đoạn ra hết, chật vật không chịu nổi, Lâm Minh trong lòng đã sớm hang ổ một ngụm phát hỏa. Hiện tại ở lôi vực có một phen kỳ ngộ, không hướng tất như ngọc ngay cả vốn lẫn lời đòi lại tới thật xin lỗi mình. Hơn nữa Lâm Minh tuyệt không sợ đấu không lại tất như ngọc, lôi vực chính là của hắn đại bản doanh, có thể vào thối lui, tất như ngọc ngay cả 50 dặm lôi vực cũng không dám vào. Oanh Lâm Minh cầm trong tay màu đỏ trường thương, giải khai lôi vực, tất như ngọc cùng mấy ma sứ cũng không trông thấy bóng dáng, Lâm Minh hoàn toàn đề phòng, cảm giác sưu tầm bốn phía, thân hình khoảng cách lôi vực tầng mây chưa đầy 10 trường, bảo đảm bất cứ lúc nào có thể lui về. Đã trời đi sao? Vẫn còn giấu đi. Đã như vậy, ta rời đi trước 8.000 dặm màu đen ao đầm. Lâm Minh mặc dù rất muốn cùng tất như ngọc đánh một trận, nhưng là như quả đối phương không có ở đây, Lâm Minh cũng sẽ không phát rồ đi tìm, đó là cầm tánh mạng của mình nói giỡn, huống chi thời gian tha được đã lâu, chưa chắc sẽ không bị tu la thần quốc thần hải đại năng thi triển thông thiên thủ đoạn tìm được. Lâm Minh đang muốn lao ra tám nghìn dặm màu đen ao đầm, đang lúc này, đột nhiên hồng sắc quan hoa chợt lóe, theo một tiếng thê lương chói tai quỷ kêu, một đạo hồng sắc lưới lớn che đậy lôi vân, đồng thời hướng hắn bao phủ mà đến. Tiểu súc sinh, lão thân chờ ngươi đã lâu, xem ngươi còn hướng trốn chỗ nào. Tất như ngọc điên cuồng thanh âm truyền đến, lúc trước nàng dùng bí thuật biến mất hành tung, chính là vì chờ lâm minh tự chui đầu vào lưới. Lúc này nàng tóc tai bù xù, áo rách mướp, một tờ khô quắc trên mặt tất cả đều là máu tươi, mắt phải con ngươi đã không có, chỉ còn lại có trống trơn hãm sâu hốc mắt bả vai hiển nhiên bị thứ gì cắn một cái, da thịt quay, huyết nhục mơ hồ. Rất hiển nhiên, tất nhiên Ngọc lúc trước trải qua một cuộc cực kỳ thảm thiết đại chiến, nàng lúc này quả thực tự như trong vực sâu lệ quỷ. Một loại phái nữ võ giả, độ mệnh vẫn sau cũng sẽ hao phí một chút tu vi làm cho mình giữ vững thanh xuân, cho dù sinh mệnh chi hỏa đem tắt lúc, cũng sẽ như một phượng tiên một loại tiên phong đạo cốt nhưng là như tất như ngọc như vậy tu luyện bí pháp cải tạo thân thể võ giả chỉ biết làm tầm trọng thêm già yếu, nhìn qua giống như trong quan tại bò ra tới thay khô. Lão thân vì chờ ngươi này tiểu xuất sinh, đến trình độ như vậy, hôm nay tất nhiên đem ngươi rút gân lột da. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 822 Lôi quan chi uy bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 822 Lôi quan chi uy tại Lâm Minh đi lôi vực cái này hơn một canh giờ thời gian, tất như Ngọc vốn là đã trải qua hoàn tuyền chi hà, lại gặp được 8.000 dặm đầm lầy thái cổ hung thú, một phen kịch chiến xuống, lần nữa dùng ra này bộ đồ suy giảm tới sinh mệnh chi hỏa biến thân công pháp, liều mạng toàn lực mới đánh chạy thái cổ hung thú. Nàng tu di giới trong tồn trữ khôi phục sinh mệnh lực linh dược đã sử dụng hết, già nua không thành bộ dáng liền thân thể trọng thương đều không có năng lượng đi điều trị rồi lúc này tất như ngọc đã lâm vào điên cùng trạng thái duy nhất một cái ý niệm trong đầu tựu là sinh xé lâm minh cướp được hắn sở hữu bảo vật rút hồn luyện tủy sưu sạch sẽ hắn sở hữu bí mật lâm minh nhìn xem như tên điên một loại xông lên tất như ngọc cười lạnh nói lão yêu bà ngươi còn chưa có chết ta ngược lại là muốn đi tìm ngươi đã ngươi đã đưa tới cửa đến ta tự thuận tiện tiễn đưa ngươi ra đi. Tiểu súc sanh, ngươi cho dù hung hăng càng quấy, chờ ta bắt được ngươi về sau, xé miệng của ngươi, treo đầu lưỡi của ngươi đem ngươi động ở thi thể trên kệ, luyện thần hồn của ngươi. Tất như ngọc quát chói tai lấy, thân thể lại phát ra tạch 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 bạo tiếng nổ, lần nữa biến thân. Thấy như vậy một màn, Lâm Minh âm thầm kinh hãi, trước mắt tất như ngọc đã trải qua luân phiên đại chiến, chân nguyên tiêu hao lớn nữa, toàn thân là thương, hơn nữa nàng bản thân thọ nguyên sẽ không thừa bao nhiêu, sinh mệnh chi hỏa đã suy yếu đến mức tận cùng, dù vậy, nàng yên nguyên có thể bảo trì mạnh như vậy chiến lực, lại lần nữa dùng ra biến thân bí pháp, thiên mệnh bản bài danh top 50 cao thủ thực lực làm cho lòng người rung động. Xé nát miệng của ngươi. Tất như ngọc một trảo chém ra, màu đen lệ quan tụ tập thành tuyến, mang theo cùng bạo vô cùng lực lượng bay vụt mà đến, dù là tất như ngọc thương thành như vậy, nàng một trảo này cũng là ẩn chứa thiên địa chi uy. Coi như là một tòa ba thiên trượng đại sơn tại nàng trảo xuống, đều muốn vỡ thành bột mịn. Lâm Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, đây là hắn cho đến tận này đối mặt mạnh nhất địch nhân, thiên mệnh bản bài danh top 50, tu vi lục trọng mệnh vẫn đỉnh phong cao thủ, tượng trưng cho thiên diễn đại lục mệnh vẫn cường giả nhất nhất lưu thực lực. Mở ra bát môn động giáp, thuyên chuyển cực hạn tà thần chi lực, Lâm Minh một thương đâm ra, trên thân thương đồng thời ẩn chứa lôi hỏa song trọng ý cảnh phần tinh chi viêm tính cả thiên giai cực phẩm tử kim lôi linh quán hồng vèo thương mang đi ngang qua phía chân trời hội tụ thành một đầu đỏ tí giao nhau thẳng tắp xa xa nhìn lại như là trong đêm khuya hải dương xa xa cùng thiên giao tiếp đường chân trời to lớn thần bí mang theo khủng bố mà lại để cho người run rẩy lực lượng trước đó lâm minh sử dụng quán hồng thời điểm lôi đình chi lực tổng là xa xa hơn hỏa diễm chi lực khiến cho quán hồng uy lực không cách nào phát huy đến mức tận cùng mà bây giờ tuy nhiên lâm minh đối với lôi chi ý cảnh lý giải vẫn là nhập môn cấp bậc xa không bằng hỏa chi ý cảnh nhưng là tử kim lôi linh phẩm cấp so với phần tinh chi viêm cao hơn một cái nửa tiểu cấp bậc chính đền bù ý cảnh bên trên chưa đủ cái này cũng khiến cho lâm minh quán chú tại trường thương phía trên lôi hỏa chi lực gần như tại cân đối cái này mới có thể phát huy ra mạnh nhất quán hồng sát chiêu oanh trảo ảnh cùng quán hồng thương mang kích đụng vào nhau đã xảy ra kịch liệt bạo tạc sóng xung kích gào thét lên mang tất cả đi ra ngoài lâm minh chỉ cảm thấy một cổ đại lực truyền đến thương của hắn mang hỏng mất màu đen trảo ảnh thế không thể đỡ xé nát quán hồng thương mang hướng hắn vọt tới chỉ là suy yếu đi một tí mà thôi hảo cường lâm minh trên mặt hiện lên một tia vẻ mặt vừa rồi một thương đã là hắn hiện hữu trạng thái ở dưới một kích mạnh nhất như trước bị tất như ngọc hoàn toàn áp chế cái này là trên thực lực tuyệt đối chênh lệch chân đạp kim bằng phá hư thân pháp lâm minh gần như kiểu thuấn di xuất hiện tại năm dặm có hơn trảo ảnh công kích tại lâm minh trước mặt hai dặm chỗ mặt đất chỉ nghe suy 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 ăn mòn phía trên xuất hiện ba đào sâu không thấy đáy khe rảnh lâm minh kịch liệt thở dốc mới vừa rồi bị trảo ảnh sát qua lập tức dẫn động trong cơ thể hắn khí huyết chi lực, lại để cho hắn suýt nữa bị thương. Tiểu súc sanh, ngươi vậy mà có thế hóa giải của ta u minh trảo, thật sự là không đơn giản, càng là như thế, ta càng hưng phấn, có thể tự tay hủy diệt một cái tương lai vương giả, ta quả thực thật là vui rồi, ha 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 ha. Tất như ngọc liều lĩnh cười to, lâm minh phía trước một súng làm cho nàng cực độ giật mình, cái kia tuyệt không nên toàn đang cường giả có thể có lực lượng. Muốn hận, chỉ có thể hận ngươi vãng sinh 50 năm, nhất định ngươi muốn hủy ở trên tay của ta. Tiếp ta một kích mạnh nhất, địa ngục thâm hồng. Tất như ngọc thân thể điên cuồng run rẩy lên, cánh tay phải của nàng toàn bộ hóa thành màu đỏ như máu, mạch máu một cây bạo lên, phản phất tay phải muốn nổ một loại, tuy nhiên biết rõ có thể áp chế lâm minh, sớm muộn gì bắt hắn, nhưng tất như ngọc không muốn lại mang xuống rồi, bởi vì tánh mạng của nàng chi hỏa đã nghiêm trọng tổn thương, trong cơ thể chân nguyên cũng còn lại chưa đủ bốn thành, mang xuống, gặp lại đến màu đen đầm lầy mặt khác quái vật nàng hội chết không có chỗ chôn. Tê tất như ngọc trên cánh tay phải xuất hiện một cái màu đỏ u linh, nó cầm trong tay cao vài trường cực lớn liêm đao, phun màu đỏ tươi đầu lưỡi, hướng Lâm Minh đánh giết mà đến. Một khắc này, Lâm Minh tỉnh táo dị thường, hắn lui về phía sau một bước, màu đỏ trường thương ngang dọc, chân nguyên liên lạc với tà thần ấu mầm mỏ phía trên, dẫn động tà thần ấu mầm mỏ trong tồn trữ xíp kim sắc lôi quan. đi từng tiếng uống lâm minh thuyên chuyển toàn bộ thần hồn chi lực mới miễn cưỡng theo tà thần ấu mầm mỏ trong thuyên chuyển ra không kịp hài nhi to bằng ngón tay một đám xíp kim sắc lôi quan theo tà thần ấu mầm mỏ trong kích xạ đi ra xoe theo một tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên lôi quan quỷ tích quanh thân không gian lực trường vặn vẹo đến gần như xé rách đây là tới tự 90 dặm lôi vực xích kim lôi quang, đại lượng xích kim lôi quang hội tụ cùng một chỗ, liền thần hải đại năng đều có thể đốt thành than cốc. Lâm Minh gỡ xuống cái này sợi lôi quang tuy nhiên yếu ớt, nhưng cũng tuyệt không phải tất như ngọc có thể đỡ được đấy. Mảnh khảnh lôi quang, vậy mà trầm trọng vạn phần, dùng Lâm Minh linh hồn lực khu động, căn bản là phi không khoái, đây là năng lượng bởi vì vượt ra khỏi hắn bản thân khống chế cực hạn. Bất quá lúc này tất như Ngọc đã lâm vào điên cuồng, hơn nữa khoảng cách Lâm Minh chưa đủ 10 trượng, nàng tuy nhiên thấy được cái này sợi lôi quang, chỉ đương nó là Lâm Minh phát ra cái gì bí pháp, lôi quang năng lượng quá mức ngưng tụ, không tra xét rõ ràng căn bản phát hiện không được nó khủng bố chỗ. Tiểu tử, ngươi chết đạo trước mắt, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, ngươi cái chiêu gì thức đều là vùng vẫy dẫy chết mà thôi, phá cho ta. Điên cuồng tất như Ngọc, duỗi ra màu đỏ tươi như máu tay phải, một trảo vỗ vào xích kim lôi trên ánh sáng, muốn đập toái lôi quan đồng thời xé mở lâm minh thân thể. Tại nàng xem ra, như thế mảnh khảnh lôi quan, lại là lâm minh phát ra, cường thịnh trở lại lại có thể cường đi đến nơi nào, bất quá như bẻ gãy cành khô một loại dễ dàng. Phốc Màu đỏ móng vuốt cùng xích kim lôi quan không hề sức tưởng tượng kích đụng vào nhau, lôi quan tự hồ không có đã bị bất luận cái gì ngăn cản, lập tức xuyên thủng tất như ngọc trảo ảnh, tiếp tục hướng tiến. Một khắc này, tất như ngọc chỉ cảm thấy tay phải nóng lên, hộ thể chân nguyên như yên hoa một loại bạo toái, cánh tay phải phản phất bị roi rút trúng huyết túi, trực tiếp nổ bung. Bị đốt tới cháy đen máu tươi, tính cả thịt nát gãy xương cùng một chỗ phun ra đến tất như ngọc trên mặt, một khắc này, tất như ngọc ánh mắt hoàn toàn ngốc trệ, hồn nhiên quên cánh tay phải thấu xương đau đớn. Cái kia lôi quan. Là vật gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 823 Chém vết thần quốc quốc sư Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 823 Chém vết thần quốc quốc sư chưa đủ hài nhi to bằng ngón tay lôi quang, thoạt nhìn ti không chút nào thu hút, tuyệt đối thật không ngờ, chỉ là nhẹ nhàng va chạm vào nó, nhưng là như thế kết cục. Tàn sát bừa bãi lôi đình chi lực chẳng những phế đi tất như ngọc chỉnh đầu cánh tay, nhưng lại có đại lượng cùng bạo lôi đình chi lực tùy thời tuôn ra vào tất như ngọc thân thể. Đây là liền thần hải đại năng khó có thể hóa đi khủng bố năng lượng, tất như ngọc thân thể hoàn toàn tê liệt, phải nửa người cơ hồ thiêu hủy. Lâm Minh nơi nào sẽ cho tất như ngọc nửa điểm khôi phục cơ hội, hắn tinh thần lực liên lạc với tà thần hạt giống bên trong, cưỡng ép điều tra thứ hai sợi xích kim sắc lôi quang, cái này sợi lôi quan bị hắn quán chú đến màu đỏ trường thương phía trên, lâm minh chân đạp kim bằng phá hư thân phát xuyên thẳng qua hư không trực tiếp thuấn di đến tất như ngọc trước mặt lâm minh trong mắt hiện lên một tia điên cuồng chi sắt hai tay cầm thương đầu thương trùng trùng điệp điệp đập phá xuống dưới một phát này quán chú thanh đồng đại thành chiến linh hơn nửa cái kia xích kim sắc lôi đình chi lực chiến linh cùng lôi đình chi lực dung hợp đến cùng một chỗ chỉnh cán trường thương tựu như cái kia xích kim sắc dịu ngày kim mang bay thẳng đến chân trời a à a à tất như ngọc phát ra một tiếng rít, sinh tử tồn vong một khắc này, nàng đột nhiên cắn đứt vốn cũng chỉ còn lại có một nửa đầu lưỡi, dùng sức mạnh liệt đau đớn lại để cho chính mình khôi phục lại, một ngụm máu tươi phun ra, tất như ngọc con mắt nhổ ra, phản phất muốn bạo vỡ đi ra. Đến không kịp né tránh lâm minh công kích, nàng cũng căn bản ngăn cản không dưới trường thương bên trên xích kim sắc quang mang, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, nàng quả quyết buông tha cho né tránh, tay trái nắm tay thành chợt, mạnh mà một trảo hướng Lâm Minh đang điện bắt xuống dưới. Lâm Minh căn bản không để ý tới tất như ngọc mà liều chết một kích, trường thương dứt khoát nền xuống, cơ hội chỉ có lúc này đây, bỏ lỡ, hắn phải thua. Lâm Minh một thương nền ở tất như ngọc trên đầu, tại xích kim lôi quan gia trị phía dưới. Lâm Minh một phát này uy lực đạt tới trình độ khủng bố. Bông. Tất như ngọc cái kia như là mọc ra có khô một loại đầu như dưa hấu một loại nổ bung, đỏ trắng ốc phun ra lâm minh vẻ mặt. Mà cùng lúc đó, tất như ngọc một trảo, cũng thật sâu nắm chặt lâm minh bụng dưới. Hồ thể chân nguyên như nát họa một loại xé rách, tất như ngọc màu đen móng vuốt sắc bén không lưu tình chút nào chập vào ma đế chi khải bên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng kim thạch nảy ra nổ mạnh, lâm minh thân thể rung mạnh, thân thể bay rớt ra ngoài, một cổ âm độc khổng lồ năng lượng nhảy vào lâm minh thể nội. Lâm Minh đột nhiên phun ra một búng máu mũi tên, thân thể trùng trùng điệp điệp va chạm trên mặt đất. Ngũ tạng lục phủ phản phất sai chỗ rồi. Tất như Ngọc công kích quá kinh khủng, mặc dù nàng là giàu hết đèn tắt thời điểm vội vàng phát chiêu, mặc dù Lâm Minh có ma đế chi khải hộ thể sâu sắc suy yếu công kích năng lượng, nhưng vẫn là bị tất như Ngọc một kích cuối cùng chấn đắc trọng thương thổ huyết. Chỉ một cú đánh, Lâm Minh thể nội kinh mạch cơ hồ xoắn lại với nhau. Nội tạng nhiều chỗ tổn hại, mà ngay cả đan điền đều bị chấn thương rồi. Thực lực tuyệt đối chênh lệch quá xa, nếu như không phải Lâm Minh thân thể vững như địa giai thượng phẩm bảo khí, sở hữu trong kinh mạch tạng đều kinh nghiệm rèn luyện, một kích này sợ là liền sẽ trực tiếp bị trảo toái đang điền, thân vẫn mà vong. Cái này xích kim sắc lôi quan, quả nhiên khủng bố như vậy. Mệnh vẫn kỳ cao thủ, mặt ngươi tại thiên mệnh bản bên trên bài danh cỡ nào gần phía trước, bị dính vào một điểm sẽ gặp trọng thương, nếu là bị một đại cổ xích kim lôi quan chính diện đánh trúng, cái kia sẽ gặp không hề lo lắng bỏ mình đáng tiếc nếu như của ta thần hồn chi lực đầy đủ cường đại có thể thuyên chuyển thêm nữa xích kim lôi quang hơn nữa như cánh tay sai sử thần hải dưới ta ai cũng không sợ kinh này một chuyện lâm minh càng phát cảm thấy linh hồn cường đại tầm quan trọng mặc dù nói linh hồn lực cũng không thể trực tiếp gia tăng thực lực nhưng lại giới định võ giả trên thực lực hạng linh hồn đề không đi lên tu vi tự vĩnh viễn đừng muốn đề cao. Đúng lúc này, Lâm Minh trong nội tâm rồi đột nhiên sinh ra một đám cảm giác nguy cơ, hắn không chút nghĩ ngợi, vận chuyển kim bằng phá hư thân pháp, thân thể bạo trùng mà khởi. Âm âm. Lâm Minh dưới chân mặt đất đột nhiên nổ tung, một đạo màu đen thương mang trùng trùng điệp điệp kích trên mặt đất, Lâm Minh đồng tử bỗng nhiên co rút lại, đột nhiên chầm chầm nhanh phía trước, ra tay kẻ đánh lén rõ ràng là thứ hai ma sứ. Hắn lúc này, hai chân tận gốc mà đoạn, một tay dẫn theo trường thương, lơ lửng ở giữa không trung, cái kia hai cái đùi, còn có một nửa hồng ung tùng gãy xương lộ ở bên ngoài, như là bị cái gì cự thú một ngụm cắn, mà xinh xinh xé mở. Phía trước, thứ hai ma sứ cùng tất như ngọc phân thủ hai cái địa phương, chờ đợi lâm minh xuất hiện, kết quả thứ hai ma sứ như thế nào cũng không nghĩ tới, đợi đến lúc chính mình chạy đến, chỉ là ngắn ngủn mấy hơi thời gian, tất như ngọc lại bị lâm minh giết chết cái kia xích kim sắc lôi quan đến cùng là vật gì nghĩ đến lâm minh khả năng tại lôi vực lại có cơ duyên thứ hai ma sứ ghen ghét được phát điên vì cái gì tiểu tử này tiến vào lôi vực ở chỗ sâu trong đều bất tử mà mình ở tám nghìn dặm màu đen đầm lầy lại bị thái cổ hung thú cắn đứt hai chân thứ hai ma sứ tình huống thập phần không xong hai chân bị phế chiến lực không kịp bình thường ba thành mà lâm minh tình huống cũng không có gì đặc biệt bị tất như ngọc sắp chết một kích đánh cho trọng thương đang điền bị thương, không kịp điều dưỡng, chiến lực cũng chỉ có bình thường một nửa. Nếu như nói là Lâm Minh đỉnh phong trạng thái xuống, còn có thể cùng trọng thương thứ hai ma sứ đánh nhau chết sống một phen, nhưng bây giờ phần thắng cực kỳ xa vời, cái kia xích kim sắc lôi quan khả năng bị thứ hai ma sứ thấy được, khởi không đến đánh lén công hiệu. Thứ hai ma sứ đồng dạng đối với Lâm Minh hết sức kiên kỵ, đối phương giống như là đánh không chết con gián, từ khi trên người hắn ma đế truyền thừa bị phát hiện về sau tu la thần quốc thủ đoạn ra hết, lúc này đây, càng là xuất động hai đại quốc sư cùng tứ đại ma sứ, liên tục mấy tháng thảm thức điều tra, nhưng vẫn là không cách nào không biết làm sao lâm minh. Mặc dù hắn bị liên tục đẩy vào tuyệt địa, cũng như trước hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí còn dùng quỷ dị đích thủ đoạn phản giết tất như ngọc. Cái này lại để cho thứ hai ma sứ có thể nào không kiên kỵ, chút bất tri bất giác, hắn với tư cách tu la thần quốc thứ hai ma sứ thực chất bên trong vẻ này bàn tay quyền hành, có được siêu cấp lực lượng khí tràn cùng tất thắng tín niệm đã bị Lâm Minh qua đi được không sai biệt lắm, hắn phải chiến thắng Lâm Minh, mới có thể tìm về cái này cổ tín niệm. Mà một cái võ giả tự tin hay không, thường thường liên quan đến đến về sau thành tựu. Lâm Minh đã thành thứ hai ma sứ sinh mệnh phải vượt qua ma chướng, nếu không hắn ý niệm trong đầu khó có thể thông đạt, tầm ma không cách nào tiêu trừ. Thứ hai ma sứ theo tu di giới trong lấy ra một hạt màu đỏ chót dược hoàng, trực tiếp nuốt xuống dưới, trong lúc nhất thời, trên mặt hắn nổi lên một phần kỳ dị ửng hồng, thoạt nhìn như là phạm nhân uống rượu một loại. Lâm Minh lập tức nhận ra, đây là cùng loại xích huyết đang một loại linh dược, phục dụng xuống dưới về sau, có thể tại trong thời gian ngắn sâu sắc tăng lên thực lực của mình, nhưng lại có rất nghiêm trọng tác dụng phụ. Thứ hai mà sứ tại thân thể trọng thương dưới tình huống lại nuốt loại đan dược này, tất nhiên hao tổn thọ nguyên. Hắn vì chiến thắng mình đã liều lĩnh rồi. Vèo mấy trăm đạo huyết ẩm chi ấn theo thứ hai ma sứ trên người phát ra hắn hai mắt huyết hồng không nói một lời một bước bước ra quanh năm tu luyện đại hoàng kích quyết thứ hai ma sứ đối với không gian ý cảnh lý giải tuy nhiên còn không đạt được lâm minh trình độ nhưng cũng đủ làm cho hắn tại thân pháp cùng công kích bên trên đạt được xuất quỷ nhập thần tốc độ một bước đạp đến lâm minh trước mặt mười trượng thứ hai ma sứ toàn thân tiềm năng quán chú đến trường thương phía trên tàn sát huyết ẩm chi ấn gào thét Lâm Minh chân đạp kim bằng phá hư thân pháp, thân thể bạo lui ra ngoài, cùng lúc đó, hắn theo tu di giới trong rút ra một bả hàng quan ung tùng bốn thước trường kiếm, trên thân kiếm lôi quan quanh quẩn, đúng là hạo bạch chi kiếm. Tay cầm hạo bạch chi kiếm, Lâm Minh toàn thân cơ bạo lên, bác môn động giáp tam môn đủ khai, dùng hết toàn thân lực lượng đối với thứ hai ma sứ trực tiếp ném đi đi ra ngoài. Lúc trước mười thành tôi tủy, Lâm Minh lực lượng cơ thể đã hai mươi vạn cân, mở ra kinh môn về sau, thân thể của hắn lực lượng càng là đã đạt tới trăm vạn cân. Chỉ là bởi vì Lâm Minh bình thường chiến đấu thường thường dùng năng lượng chiến đấu, kiếm quan thương mang quyết đấu, không có phát huy ra bác môn động giáp mạnh nhất lực lượng cơ thể. Hiện tại hắn dùng trăm vạn cân khí lực, ném hạo bạch chi kiếm, lại để cho một thanh kiếm lập tức như sẽ qua phía chân trời lưu tinh, tốc độ đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Một thanh thánh khí cấp lợi kiếm, đồng thời quán chú bác vẫn lôi hoàng lôi đình ý chí, lại mang theo trăm vạn cân khí lực, quy lực của nó có thể nghĩ cho dù là vạn trượng núi cao tại nó trước mặt, cũng sẽ biết tạc thành bụi phấn. T. Lợi kiếm xé rách không gian, mang theo vô số màu tím lôi quang, trực tiếp vạch tìm tội thứ hai ma sứ thương mang. Một thanh kiếm, thế như chẻ tre, đâm thẳng thứ hai ma sứ mà đến. Đây là cái gì kiếm? Thứ hai ma sứ trong nội tâm hoảng hốt, hắn cảm giác được, Lâm Minh ném ra rõ ràng là một bả vô chủ chi kiếm, hắn chỉ dùng lực lượng cơ thể ném căn bản cũng không có dùng chân nguyên quán chú trường trên thân kiếm cũng đã lại để cho chui kiếm này đạt tới uy thế như thế thánh khí thứ hai ma sứ tại nội tình phong phú tu la thần quốc đảm nhiệm cao vị tự nhiên kiến thức trọng khắp hắn bái kiến ma thần hộ tâm kính lại cảm thấy mặc dù là ma thần hộ tâm kính cũng không cách nào cùng trước mắt cái này khẩu trường kiếm màu tím so sánh chỉ sợ chỉ có kết hợp miếng hộ tâm cùng áo giáp chủ thể nguyên vẹn thể ma đế chi khải có thể cùng một trong dựng lên thứ hai ma sứ không dám khinh thường thân thể nhanh lùi lại đồng thời trên trăm đạo thương mang đánh ra cùng một chỗ oanh kích tại hạo bạch chi kiếm bên trên hạo bạch chi kiếm dù sao cũng là vô chủ chi kiếm lâm minh không thể ở trong đó quán chú chân nguyên mà trăm vạn cân khí lực cũng không sánh bằng tụ nguyên hệ thống lục trọng mệnh vẫn cường giả phát ra năng lượng công kích từng đạo năng lượng đánh lên đi, hạo bạch chi kiếm trên thân kiếm tuôn ra liên tiếp pháo hoa một loại hào quang, thế đi dần dần trì hoãn, rốt cục trệ lưu tại trong giữa không trung. Thật là vô chủ chi kiếm. Thứ hai ma sứ hô hấp dồn dập, cái này thánh kiếm không có gì bất ngờ xảy ra là cái kia tiểu súc sanh tại lôi vực trong tìm được, dùng tu vi của hắn cùng linh hồn lực, còn chưa đủ để dùng lưu lại tinh thần của mình ấn ký, không có tinh thần ấn ký, tự không cách nào quán chú chân nguyên cho nên lâm minh chỉ có thể như ném phi tiêu đồng dạng đem thần kiếm ném ra ngăn địch quả thực là phung phí của trời nếu như mình có thể được đến cái này chui thần kiếm thứ hai ma sứ tim đập nhanh hơn dù là hắn không cần kiếm đem kiếm giao cho tu la thần quốc cũng sẽ là một cái công lớn đạt được vô tận tài nguyên ban thưởng phải biết rằng tu la thần quốc chính có mấy cái sử dụng kiếm thần hải đại năng nhưng khổ nổi không có một thanh phù hợp bảo kiếm nếu để cho bọn hắn biết rõ chui kiếm này, tất nhiên hội không tiếc bất cứ giá nào đi tranh đoạt. Tiểu súc sanh, người chui kiếm này, là của ta rồi. Thứ hai ma sứ trong đầu sẽ qua ý nghĩ này, đối với hạo bạch chi kiếm đánh ra một đạo màu đen phong ấn, muốn trước cướp được hạo bạch chi kiếm, nếu không bị Lâm Minh thu hồi đi, mà Lâm Minh lại không muốn cùng hắn chiến đấu, quay đầu chạy trốn, dùng tốc độ của hắn kiên quyết đuổi không kịp Lâm Minh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 824 Tử thần chi chú Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 824 Tử thần chi chú hát sắc phong ấn năng lượng càng ngày càng mạnh, rất nhanh bao phủ phụ cận không gian. Thứ hai ma sứ rất rõ ràng thánh khí cấp thần kiếm uy năng, muốn lưu lại tinh thần của mình ấn ký nói dễ vậy sao, thực tế hiện tại hắn đang cùng Lâm Minh sinh tử quyết đấu, phân ra tinh thần ấn ký muốn khống chế thần kiếm làm không tốt bị Lâm Minh nhìn chuẩn cơ hội phản giết chết. Ổn thỏa nhất đích phương pháp xử lý là trước đem cái này chui thần kiếm phong ấn, thu nhập tu di giới ở bên trong, ngày sau chậm rãi đối phó. Không thể không nói, trong một trọng bão trước mặt, có thể khắc chế tham lam người thật sự quá ít quá ít. Mũi thương một ngón tay, hắc sắc phong ấn gào thét bay về phía hạo bạch chi kiếm, như là con dấu một loại trùng trùng điệp điệp đè xuống. Tại phong ấn tiếp xúc đến thân kiếm một khắc này, ngang. Cao vút kiếm trích chi âm bay thẳng thanh thiên, tự phản phất một đầu trong lúc ngủ say thương long bị đánh thức. Màu tím hạo đại năng lượng trùng kích mà ra, hát sắc phong ấn lập tức nát bấy, tinh thần lực cùng hát sắc phong ấn tương liên thứ hai ma sứ chỉ cảm thấy phản phất có người dùng một cái vạn cân đại chú y trùng trùng điệp điệp nền tại trên đầu của mình, tinh thần của hắn chi hải đột nhiên chấn động, cơ hồ đổ máu tươi từ thứ hai mà sứ khóe mắt lỗ tai cùng lỗ mũi chảy xuống hạo bạch chi kiếm lên lạc ấn bác vẫn lôi hoàng võ đạo ý chí bác vẫn lôi hoàng vi vài vạn năm trước đệ nhất thiên hạ người tại võ đạo ý chí bên trên thực tế xuất chúng toàn đang trung kỳ tức lĩnh ngộ chiến linh thần hải thời điểm chiến linh đã sớm đạt tới bạch ngân cảnh giới hơn nữa bởi vì hắn lôi điện lực trường mà mang lên lôi đình thuộc tính như vậy võ đạo ý chí sao mà cường đại lại trải qua lôi vực vài vạn năm rèn luyện nhất là thứ hai ma sứ như vậy cấp bậc võ giả có thể xâm phạm hay sao đây là thần kiếm chi nộ cũng là bác vẫn lôi hoàng võ đạo ý chí lửa giận tại thứ hai ma sứ linh hồn bị cắn trả một khắc này đã sớm tùy thời mà động lâm minh cầm trong tay màu đỏ trường thương thân thể nổ bắn ra mà ra không gian tại dưới chân súc địa thành thốn lâm minh chỉ là nháy mắt thời gian liền đi tới thứ hai ma sứ trước mặt Tinh thần lực liên lạc với tà thần ấu mầm mỏ, xích kim sắc lôi quan bị cưỡng ép điều tra một đám. Quán chú đến màu đỏ trường thương phía trên, nhắm ngay thứ hai ma sứ đầu hung hăng quất đi xuống. A! À, thứ hai ma sứ tròn mắt muốn nứt, hắn vận dụng không gian ý cảnh, vặn vẹo không gian chật lui ra đến, tránh né cái này trí mạng một thương. Nhưng mà tại thứ hai ma sứ thân hình vừa mới xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trường thời điểm, hắn lại sắc mặt tái nhật như tờ giấy, bởi vì lâm minh cũng xuất hiện tại địa điểm này trong tay lạnh lẽo mũi thương ngay tại hán thiên linh phía trên ba thước chỗ luận đối với không gian ý cảnh lý giải lâm minh từng có mấy lần kỳ ngộ lại tin tu kim bằng phá hư tự nhiên tại phía xa thứ hai ma sứ phía trên nơi nào sẽ cho hắn né tránh cơ hội ngươi vội vàng bên trong thứ hai ma sứ giơ súng nghênh địch lâm minh lần này không có lựa chọn cùng thứ hai ma sứ sinh tử đối bính dùng trọng thương đổi hắn thân vẫn. Dù sao Lâm Minh hiện tại trạng thái rất kém cỏi, dù là tiếp nhận được lần nữa trọng thương, tại 8.000 dặm màu đen trong ao đầm cũng phi thường nguy hiểm. Thoáng thay đổi trường thương nền xuống quỷ tích, Lâm Minh thương quốc vào thứ hai mà sứ bán thương cùng đầu thương giao tiếp địa phương, đây là một cây thương bên trên lực đạo yếu kém nhất điểm. Răng rắc Hai phát chạm vào nhau, Lâm Minh tuy nhiên chiếm hết tiên cơ, đè xuống thứ hai mà sứ một phát này nhưng lại không thể làm bị thương đối phương, cái này là thực lực tuyệt đối mang đến chênh lệch. Bất quá đúng vào lúc này, ẩn chứa tại trường thương bên trong xích kim sắc lôi quan bạo phát ra. Như một vòng trong bầu trời đêm bay lên dịu ngày. À! Hét thảm một tiếng truyền đến, thứ hai mà sử nắm thương hai tay trực tiếp đốt thành cho bụi. Đến tận đây, hai chân của hắn hai tay toàn bộ bị phế, Lâm Minh căn bản sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, tinh thần lực liên lạc với tà thần ấu mầm mỏ. Thứ hai sợi xích kim sắc lôi quang bắn ra. Lôi quang tuy nhiên tốc độ không nhanh, nhưng là khoảng cách thân cận quá. Hơn nữa thứ hai ma sứ lại là toàn thân tê liệt, cái này một đạo lôi quang, trực tiếp xuyên thủng thứ hai ma sứ đang điền. Xoẹt. Thứ hai ma sứ bụng dưới trực tiếp đốt thành cho bụi, một cái cháy đen đít chỗ trống sỏ xuyên qua thân thể. Lâm lan kiếm thứ hai ma sứ trong mắt xẹt qua một tiêu oán độc, một ngùng nghịch huyết phun tại Lâm Minh trên người, hắn cầm lấy Lâm Minh trường thương, trong ánh mắt lại hiện lên một tiêu oán độc khoái ý. Tử thần chi chú, nguyền rủ ngươi. Trăm ngày. Hắn phải chết. Theo thứ hai ma sứ câu nói sau cùng nói xong, thân thể của hắn bỗng nhiên thiêu đốt thành một đoàn màu đen hỏa diễm, mà Lâm Minh chỉ cảm thấy ngực đau xót, cực lớn tổn thương cảm giác. Phản phất có một cái bàn ủi chống đỡ tại ngực cúi đầu xem xét, đã thấy lòng ngực của hắn, bị thứ hai ma sứ huyết dịch tung tóe qua địa phương, đúng là để lại một đạo màu đen chú ấn, chú ấn như là dùng bàn ủi đốt thành, chung quanh làn da vỡ vụn, hiện ra màu đỏ thẫm. Đây là Tử thần chi chú Ma đạo nguyền rủa một loại, là một loại phi thường âm độc nguyền rủa phương pháp, tại trước khi chết thiêu đốt tất cả của mình bộ sinh mệnh lực, kể cả linh hồn, máu huyết, coi đây là cống phẩm hiến tế cho tử thần, lại để cho tử thần ra tay hủy diệt giết chết người của mình, người trúng nguyền rủa. nếu như không thể dựa vào chính mình lực lượng phá giải nguyền rủa, trăm ngày hẳn phải chết. Cái này, Lâm Minh trong nội tâm rùng mình, nhân loại có linh hồn, không thể nghi ngờ, bất quá đến cùng người sau khi chết linh hồn có thể hay không chuyển thế lại là một câu đố, võ giả thân vẫn, linh hồn trở về đại thiên thế giới, luôn ông một phần chuyển hy vọng sống sót, nếu như sau khi chết liền linh hồn đều tan vỡ, đó là thống khổ nhất chết kiểu này cũng chỉ có một chút ma đạo võ giả ví dụ như tất như ngọc chi lưu hội chuyên môn tu tập trúc hồn luyện tủy âm độc công pháp lại để cho võ giả vô cùng thống khổ chết đi mà bây giờ thứ hai ma sứ vì nguyền rủ chính mình liền linh hồn đều thiêu đốt triệt để hóa thành hư vô thật sự là thật lớn chấp niệm võ giả ý chí cường đại chấp niệm cũng sẽ biết càng mạnh hơn nữa mà thứ hai ma sứ trước khi chết lớn nhất chấp niệm tự là giết chết lâm minh cái này nguyền rủa người có thể phá sao lâm minh hỏi ma quan ma quan bất đắc dĩ mở ra móng vuốt nói ta chỉ là một đám tàn hồn mà thôi thân thể không có chân nguyên không có ta có thể thuyên chuyển năng lượng chỉ có linh hồn lực ngươi tiên thiên kỳ thời điểm ta còn có thể giúp ngươi một ít hiện tại lực bất tòng tâm ma quan nói đến đây có chút cảm khái lâm minh tốc độ phát triển quá là nhanh nó hiện tại chỉ là có thể ở một ít kiến thức tri thức bên trên đến giúp Lâm Minh. Lâm Minh cũng có chút đồng tình ma quan, ba đầu ma thần khuyển hiện tại chỉ còn lại có một cái đầu, hơn nữa thần hồn nghiêm trọng bị hao tổn, cũng chỉ có thể chờ thực lực của hắn đầy đủ cường đại thời điểm, trợ giúp ma quan cải tạo thần hồn cùng thân thể rồi. Ta đây như thế nào phá nguyên rủa? Lâm Minh ngữ khí bình tĩnh, không chút nào cho là mình thật sự sẽ chết tại tử thần chi chú xuống. Đơn giản, chỉ cần thực lực ngươi đủ cường, so hạ nguyền rủ người cường rất nhiều đến, có thể phá. Ta hiểu rồi. Tử thần chi chú tuy nhiên lộ ra thần bí, nhưng nói cho cùng vẫn có thể lượng tạo thành sát chiêu, phá giải nó chỉ cần càng mạnh hơn nữa năng lượng là được. Một trăm ngày, có lẽ đầy đủ ta phá tan mệnh vẫn đi à nha, chỉ cần ta phá mệnh vẫn về sau, phá vỡ cái này chú ấn, có lẽ không thành vấn đề. Lần này tám nghìn dặm màu đen đầm lầy chi hành, Lâm Minh thu hoạch trọng đại, có xích kim sắc lôi quan tương trợ, hắn có lòng tin trăm ngày nội phá mệnh vẫn cảnh giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 825 Tu La Thần Hoàng ra tay Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 825 Tu la thần hoàng ra tay tu la thần cung màu xám đường hành lang bên trong thiêu đốt lên đỏ thẩm bó đuốc, tại đường hành lang cuối cùng, bày đặt một dữ tận ác ma pho tượng. Một cái áo đỏ đồng tử còn có một trung niên nhân cung kính đứng tại pho tượng trước mặt, thân đồng tử bên cạnh còn có một hắc y chấp sự, hắc y chấp sự trong tay cầm một cái khay, thường diện là bốn đạo mệnh hồn ngọc giảng, trong đó ba đạo rạn nứt, một đạo hoàn toàn nát bấy. Tu la thần quốc cao tầng, mỗi người cũng sẽ ở thần cung bên trong lưu lại mệnh hồn ngọc giảng. Tu La Thần Quốc tự có một bộ chế tác mệnh hồn ngọc giảng bí pháp, có thể làm cho mệnh hồn ngọc giảng đối với võ giả tổn thương xuống đến thấp nhất. Đều chết hết. Một đạo hư vô thanh âm uy nghiêm đột nhiên tại trong mật thất vang lên, áo đỏ đồng tử cùng trung niên nhân đầu rũ xuống được thấp hơn, thậm chí có chút ít kinh sợ. Thuộc hạ vô năng. Với tư cách thiên mệnh bản bài danh phía trên cao thủ, tại chính thức thần hải đại năng trước mặt, vẫn có thể cảm nhận được áp lực thực lớn. Hắc y chấp sự trong tay khay tự động bay lên, bốn đạo ngọc giảng tại năng lượng bao khỏa hạ dựng thẳng đứng lên. Một đạo hát quan theo ác ma trong pho tượng phát ra, bắn về phía bốn đạo mệnh hồn ngọc giảng trong toái được nhất triệt để một đạo, đem những bả vụn kia hoàn toàn bao phủ. Một tia năng lượng theo mệnh hồn ngọc giảng trong giật tràn ra đến. Linh hồn triệt để thiêu đốt, máu huyết khao hết, đốt hủy, là tử thần chi chú đạo kia thanh âm lầm bầm lầu bầu lấy thứ hai mà sứ trước khi chết phát ra tử thần chi chú lại để cho hắn thập phần kinh ngạc rốt cuộc là ai giết hắn đi lại để cho hắn không tiếc tuyệt luân hồi chuyển thế hy vọng cũng dùng ra tử thần chi chú tử thần chi chú đối với thực lực xa cao tại đối thủ của mình không có hiệu quả chỉ có thể đối phó những thế lực kia so với chính mình không sai biệt lắm hoặc chỉ cường một điểm đối thủ sẽ là đối với ai ở dưới nguyên rủa Lâm Lan Kiếm sao? Theo lý thuyết, Lâm Lan Kiếm căn bản không có đánh chết thứ hai ma sứ thực lực, nhưng là tại hoàn cảnh phức tạp 8.000 dặm màu đen đậm lầy, vốn không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Hô! Ngọc giảng mảnh vỡ hư không tiêu thất, màu đen pho tượng khẽ rung lên, cái kia thần hải cường giả đã đã đi ra, sau một khắc hắn xuất hiện tại một tòa ngâm đen ngọn núi phía trước. Tại trong ngọn núi này, có một chỗ thâm cốc, Thâm cốc ở bên trong thiên địa nguyên khí vô cùng phong phú. Linh hoa linh thảo khắp nơi trên đất nở rộ. Trưởng công chúa. Thanh âm chủ nhân hiển hóa xuất thân hình đến. Là dáng người dị thường cao lớn trung niên nam tử, hắn là mắt hai cái đồng tử, lông mi như kiếm, toàn thân tự nhiên mà vậy toát ra một cổ đế vương chi khí. Hắn là tu la thần quốc thần hoàng tư đồ hạo thiên. Trưởng công chúa là tỷ tỷ của hắn tư đồ giao hy tư đồ giao hy ngàn năm phía trước dùng lục trọng mệnh vẫn cảnh giới tấn chức thần hải hôm nay như trước dừng lại tại thần hải giai đoạn trước tuy nhiên thực lực cũng không tính xuất chúng nhưng là tư đồ giao hy tại linh hồn lực bên trên có cực cao thiên phú tư đồ hạo thiên lần này tới chính là vì lại để cho tư đồ giao hy phục hồi như cũ tàn toái ngọc giảng bên trên thần hồn chi lực để diễn ra lúc ấy phát sinh tình cảnh hô một đạo hỏa diễm trên không trung thiêu đốt mệnh hồn ngọc giảng bả vụn hoàn toàn hòa tan, vài yếu ớt tàn hồn bị cháy đi ra, trên không trung ngưng hóa ra đủ loại hư ảnh. Ta cũng không cách nào trở lại như cũ tình cảnh lúc ấy. Tư đồ giao hy lắc đầu, thứ hai ma sứ tự hủy linh hồn, không có nửa điểm tin tức truyền về, dù là tư đồ giao hy đối với linh hồn lực hiểu rõ sâu hơn, cũng bất lực. Ta tối đa chỉ có thể phỏng đoán ra ma nhị nguyền rủa đối tượng đại khái tu vi, cùng với hắn hiện tại mơ hồ vị trí. Tư đồ giao hy nói xong, đem cái kia vài như là khói nhẹ một loại tàn hồn trảo trong tay, toàn bộ phong ấn tại một cái màu đỏ thủy tinh bên trong. Tốt. Tư đồ hạo thiên gật đầu. Có thể phỏng đoán ra bị nguyền rủ người đại khái tu vi đã đầy đủ rồi. Tư đồ giao hy theo tu di giới trong lấy ra một cái màu đen đầu lâu, một đám chân nguyên rót vào màu đen đầu lâu bên trong, đầu lâu lập tức bốc cháy lên máu tái nhật hỏa diễm, như là quỷ như lửa tay phải đem bóp nát thủy tinh thể, lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy tinh, đúng là hóa thành tinh tế bột phấn, như là một hồi khói nhẹ bay vào thương bạch sắc hỏa diễm bên trong. Những bột phấn này, tính cả bột phấn trong ẩn chứa tàn hồn bị ngọn lửa luyện hóa, một trương vặn vẹo gương mặt hiển hiện tại hỏa diễm phía trên, đúng là thứ hai ma sứ mặt. Gương mặt mơ hồ biến ảo, tạo thành vô số phức tạp trừ tượng cảnh tượng, ngoại trừ tư đồ giao hy bản thân bên ngoài, căn bản không người có thể thấy hiểu cái này cổ quái nghi thức rằng có trọn vẹn một canh giờ, hỏa diễm dần dần dập tắt. Kết quả như thế nào? Tư đồ hạo thiên hỏi. Tư đồ giao hy trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nói. Bị nguyên rủ người hẳn là toàn đang hậu kỳ đến nhất trọng mệnh vẫn tu vi, hiện tại vị trí đại khái xác định vi thất tinh thần quốc Tây Nam 10 vạn dặm chỗ, hơn nữa hắn đang tiếp tục hướng Tây Nam phương hướng cao tốc di động. Toàn đang hậu kỳ đến nhất trọng mệnh vẫn quả nhiên là cái kia tiểu súc sanh. Tư đồ hạo thiên trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, có thể dùng toàn đan hậu kỳ đến nhất trọng mệnh vẫn tu vi đánh chết thứ hai ma sứ, hơn nữa lại để cho hắn dùng ra tử thần chi chú, cũng chỉ có lâm lan kiếm một người mà thôi. Hơn nữa theo lý thuyết, lâm lan kiếm cũng không có khả năng có phần này thực lực, như vậy không hề nghi ngờ, hắn là cho mượn 8.000 dặm màu đen đầm lầy thế, lúc này mới đánh chết thứ hai ma sứ, về phần hắn đến tột cùng là mượn thế nào thế vì sao chính mình không có vẫn lạc trong đó tư độ hạo thiên khó có thể tưởng tượng cái này tiểu súc sanh trên người bí mật nhiều lắm hắn là một cái bảo tàng trên người hắn tuyệt không dừng lại ma đế chi khải cùng ma đế truyền thừa những vật này hắn tất nhiên có càng nhiều bảo vật có nhiều thứ có lẽ đối với thần hải cường giả đều có thật lớn tác dụng một khi những vật kia bị người biết rõ không riêng gì chúng ta mặt khác thần hải cường giả cũng sẽ biết động tâm. Như vậy ý của ngươi là đem tin tức thích hợp tiết lộ ra ngoài, lại để cho lâm lan kiếm không chỗ có thể trốn. Đương nhiên không, hắn cuối cùng là một cái không có lớn lên chim non mà thôi, chúng ta ăn hơi có chút thiếu, nhưng cũng không phải thực không đối phó được hắn, lúc này đây, ta tự mình ra tay, phải bắt sống hắn. Tư đồ hạo thiên thanh âm lạnh lùng, mang theo một cổ chấp trưởng thiên hạ bá khí, dùng đường đường một đại thần quốc thần hoàng, ra tay đối phó một cái toàn đang hậu kỳ tiểu bối, nghe quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thật đúng là liều mạng phần. Trưởng công chúa nhẹ nhàng cười cười. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, phía trước ta tu la thần quốc hai đại quốc sư cùng tứ đại ma sứ đều xuất hiện, ta vốn tưởng rằng đội hình đầy đủ cường đại, nhưng như trước hao tổn tại lâm lan kiếm trong tay. Bực này thiên tài, đều có đại khí vận gia thân, là nhân trung chi long có đế giả chi mệnh muốn đối phó bọn hắn phải xuất ra lực lượng mạnh nhất dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đem hắn phá hủy nếu không luôn xuất ra một ít so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu thực lực kết quả chỉ là làm hắn phát triển đá mài đao bị hắn lần lượt chiến thắng cuối cùng hắn sẽ trở thành vừa được có lực lượng đủ mức hủy diệt ta tu la thần quốc cho nên lần này ngươi cũng muốn cùng ta cùng đi tùy thời xem bói lâm lang kiếm vị trí Tư đồ hạo thiên đang khi nói chuyện, trong đôi mắt điệp gia cùng một chỗ hai cái đồng tử bộc phát ra đầy sao đồng dạng hào quang, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Hủy diệt ta tu la thần quốc. Nói quá sự thật đi à nha. Trên phiến đại lục này không có ai có thể dùng sức một mình, hủy diệt tứ đại thần quốc trong bất kỳ một cái nào. Quá khứ không có, không có nghĩa là tương lai không có, ta có dự cảm, lầm làng kiếm hội trở thành người như vậy, sự hiện hữu của hắn sớm muộn khiến cho thế lực lớn khủng hoảng, hắn. Không giống là nên tồn tại ở vị diện này đích thiên tài a. À. Tư đồ hạo thiên nói đến đây liếm liếm bờ môi, có thể hủy diệt thiên tài như vậy, đào tận trên người hắn bí mật, liền có như vậy một phần khả năng kế thừa hắn số mệnh cùng đế giả chi mệnh, thành tựu vô thường sự nghiệp to lớn. Chỉ là một phút đồng hồ về sau, một chiếc thân dài hơn 10 trượng cực lớn thần hành thuyền theo tu la thần cung phi thiên mà lên, tại tư đồ hạo thiên tự mình điều khiển xuống dùng một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ bay hướng lâm minh chỗ phương hướng cái này chiếc thần hành thuyền phía trên chẳng những có tư đồ hạo thiên cùng trưởng công chúa tư đồ giao hy hai đại thần hải cường giả còn có đại ma sứ hai vị quốc sư tư đồ hạo thiên đại đệ tử cùng với hai vị tu la quốc hoàng tử mấy vị thân vương thế tử mà trong đó lâm minh tại cửu hoa bữa tiệc đánh bại tư đồ sông cùng tư đồ phong cũng ở trong đó đối với lần này có thể đi theo thần hoàng cùng đi đuổi giết lâm minh, tư đồ sông trong nội tâm đừng đề cập nhiều vui vẻ rồi, cửu hoa yến chuyện nhục nhã, hắn suốt đời khó quên. Lâm lan kiếm, ngươi chờ, lần này phụ hoàng tự mình ra tay, ta nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào. Tư đồ sông đứng tại thần hành thuyền thuyền thủ, cảm thụ được trước mặt thổi tới cuồng phong, một đầu tóc dài bị tùy ý dơ lên, hăng hái. Lúc này, thất tinh thần quốc Tây Nam Phương, Lâm Minh cưỡi lấy thần hành thuyền, tốc độ cao nhất phi độn. Cái này thần hành thuyền không hổ là đỉnh cấp phi hành bảo khí, sắp đặt tốt nguyên linh thạch về sau, lại quán chú một bộ phận chân nguyên, tốc độ so về Lâm Minh đỉnh phong tốc độ không kịp nhiều lại để cho. Mà Lâm Minh bảo trì đỉnh phong tốc độ dùng không được bao lâu sẽ kiệt lực. Thế nhưng mà thần hành thuyền lại có thể bay thẳng đến xuống dưới, chỉ cần nguyên linh thạch đầy đủ. Phía trước tựu là thần khí nhất tộc chỗ tiểu thiên thế giới rồi. Có thể đến nơi đây, Lâm Minh cũng là cảm khái vạn phần, phía trước tại ngàn dặm cấm khu, dù là hắn không sợ lôi vực kinh lôi, lại có xích kim sắc lôi quan, hạo bạch chi kiếm, càng không dung nhật lô ba dạng ác chủ bài hộ thân, nhưng vẫn là hung hiểm vạn phần. Tám nghìn dặm màu đen đầm lầy, có phần đông thái cổ hung thú, những con hung thú này phi thường nguy hiểm, mười đầu hung thú trong tám đầu so Lâm Minh cường đại, hắn không thể không dựa vào những ác chủ bài kia đến ngăn địch. Hung hiểm nhất một lần, Lâm Minh trốn càng không dung nhật lô trong, bị một đầu cự viên bộ dáng hung thú một chưởng đập bay. Lâm Minh tại càng không dung nhật lô trong bị chấn đắc thất khiếu chảy máu, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Bất quá hắn thừa dịp bị đập bay thời điểm, cuối cùng đã có thở dốc chi cơ, theo càng không dung nhật lô trong thoát ra, thu càng không dung nhật lô, cường đề một ngụm chân nguyên, mở ra kinh môn, chân đạp kim bằng phá hư thân pháp tốc độ cao nhất trốn vào lôi vực. Nhưng mà lôi vực cũng cũng không an toàn, tại đây đồng dạng sinh tồn lấy một ít thái cổ hung thú lôi vực có thể nói là toàn bộ thiên diễn đại lục lôi hệ nguyên khí rất phong phú địa phương những thái cổ kia lôi hệ hung thú rất nhiều đều tụ tập tại tại đây tuy nhiên lôi vực hung thú dày đặc trình độ xa sau màu đen đầm lầy phụ cận nhỏ nhưng là mỗi người cường đại vô cùng may mắn lâm minh có hạo bạch chi kiếm hộ thể dựa vào trên thân kiếm kèm theo lôi đình chiến linh miễn cưỡng tự bảo vệ mình cứ như vậy Lâm Minh khi thì trốn vào lôi vực, khi thì đi vào màu đen đầm lầy trên không, một đường chú ý cẩn thận, nhiều lần hiểm cảnh, lúc này mới đi ra 8.000 dặm màu đen đầm lầy phạm vi, đã đến 8.000 dặm màu đen đầm lầy biên giới khu vực, phá vỡ uống éo từ trường gấp khúc lại phí hết Lâm Minh một phen công phu, trùng trùng điệp điệp nguy hiểm thêm tại hết thảy. Cũng tự chẳng trách thần hải dưới cường giả tiến vào 8.000 dặm màu đen đầm lầy hội cửu tử nhất sinh rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 826 Thần khí nhất tộc trung thiên thế giới Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dựa theo bác vẫn lôi hoàng lưu đã hạ thủ trác, chỗ này ngọn núi chính là thần khí nhất tộc cửa vào. Lâm Minh nhìn trước mắt giống như một con to lớn ngưu đầu một loại ngọn núi, tự nhủ. Trung thiên thế giới đối với tiểu thiên thế giới mà nói, thường thường có chu vi hơn 10 dặm, mấy trăm dặm, cho tới mấy ngàn dặm lớn nhỏ, trong đó không gian lực vững chắc, một khi ra đời, có thể tồn tại đến 10 vạn năm, cho tới đến trăm vạn năm không đổ. Ban đầu ma thần đế cung chỗ ở tàn phá thế giới, có thể coi là là một nhỏ trung thiên thế giới. Thiên diễn đại lục võ giả, căn bản cũng không có mở trung thiên thế giới năng lực, những thứ này thế giới, cũng là bởi vì đủ loại nguyên nhân tự nhiên tạo thành, bởi vì trung thiên thế giới chỗ bí mật, dễ thủ khó công, cho nên, mỗi một chỗ trung thiên thế giới cũng sẽ khiến thế lực lớn kịch liệt tranh đoạt, tứ đại thần quốc các hữu của mình trung thiên thế giới, có thể đem tông môn xây ở trung thiên thế giới trong, bản thân chính là tông môn thực lực thể hiện. Ngưu đầu sơn bao phủ ở một tầng thật mỏng hôi trong sương mù, này một chỗ ngọn núi có chừng bảy cao ngàn trượng, ngọn núi bốn vách giống như là đao búa cắt gọt mà thành, thạch bích bóng loáng, cao chót vót như vách đá. Lâm Minh lấy một hơi chân nguyên, mây xanh thẳng lên. Bảy cao ngàn trượng độ đã tiến vào thái cực thiên, nơi này thiên địa nguyên khí rối loạn, ngọn núi trung bao trùm lấy vạn năm hàng băng cùng trắng như tuyết tuyết trắng, mắt nhìn xuống đi xuống, hết sức tráng quan. Người nào, đứng lại. Ở Lâm Minh đến gần trung thiên thế giới cửa vào thời điểm, bị một đội thủ vệ ngăn lại, những người này trên mặt cũng văng có khắc thần bí phong cách cổ xưa nguyền rũa ấn, xem ra giống như là khác bộ tộc đồ đằng, mặc dù bọn này thủ vệ tu vi cũng không cao, chỉ có tiên thiên kỳ. Nhưng mơ hồ hiển lộ ra một cổ kiên quyết phong mang, cũng không có bởi vì Lâm Minh Toàn đang hậu kỳ tu vi mà có nửa phần yếu thế. Lâm Minh biết, những thứ này thủ vệ trên mặt nguyền rũa ấn chính là thần khí nhất tộc huyết mạch nguyền rũa dấu hiệu. Đây là một thần kỳ gia tộc, bởi vì chân tướng đã chôn ở đã lâu lịch sử trường Hà Trong, cái này chủng tộc cũng không rõ ràng lắm bọn họ tại sao phải từ nhỏ tự thừa nhận như thế ác độc nguyền rũa nhưng là bọn hắn cũng không có vì vậy mà sa sút không có chí tiến thủ, hận thiên bất công. Bọn họ yên lặng nhận chịu nguyền rủa thống khổ, ở nguyền rủa lực lượng dưới như cũ kéo dài 10 vạn 5 năm tháng. Hơn nữa còn ra đời rất nhiều ví dụ như bác vẫn lôi hoàng giống nhau ngạo thế nhân vật. Một cái ưu tú mà có lực ngưng tụ gia tộc, bọn họ trong xương có lạc ấn nhà trên tộc ấn ký cùng tinh thần, mà thần khí nhất tộc tộc nhân, trong nội tâm liền có như vậy một loại không cam lòng chấp niệm kéo dài đi xuống. Tranh đấu đi xuống, cùng thiên đấu, cùng số mệnh đấu. Đối với cái này cường đại, truyền thừa đã lâu, nhưng thế thế đại đại thừa nhận khổng lồ thống khổ chủng tộc. Lâm Minh trong lòng luôn là có mang một phần kính ý, nhất là nhớ tới kia chết đi 10 vạn năm như cũ trong rất sống động thần nữ. Cùng với kia nhảy lên 10 vạn năm không thôi đại đế lòng, Lâm Minh lại càng phát ra từ nội tâm rung động. Thần khí nhất tộc rất có thể là này hai đại cường giả hậu duệ, kế thừa tuyệt thế cường giả huyết mạch. Chỉ sợ gia tộc lịch sử đã mất đi, chỉ sợ đã từng huy hoàng đã không hề nữa, nhưng là tuyên khắc vào thần khí nhất tộc trong xương cái kia loại bất khuất cùng ngông nghênh, nhưng cuộc cường kéo dài xuống tới, đi theo gia tộc huyết mạch cùng nhau, sinh sinh bất tức. Lâm Minh có mạo hiểm nguy hiểm tới Trình Bác vẫn lôi hoàng di vật, một là kính trọng lôi hoàng làm người cùng thành tựu khác chính là kính trọng thần khí nhất tộc tinh thần cùng với bọn họ tổ tiên. Hắn ông quyền, nói. Tại hạ từ một chỗ di tích trong tìm được quý tộc một vị tiền bối di vật, những thứ này di vật đối với quý tộc mà nói trọng yếu phi thường, liền muốn có thể đem di vật chuyển giao cho quý tộc trưởng lão, này cũng hẳn là vị tiền bối kia nguyện vọng. Tiền bối? Vị tiền bối nào? Một cái đầu dẫn bộ dáng võ giả hỏi. Bác vẫn lôi hoàng, để hạo tiền bối. Đế Hạo Tổ Tiên. Thủ vệ đầu lĩnh nghe được Lâm Minh lời của trong lòng đột nhiên chấn động, Đế Hạo là thần khí nhất tộc nhất Phong Hoa tuyệt đại tiền bối một trong, hắn 21 tuổi mới phá Tiên Thiên, 28 tuổi phá Toàn Đan, vốn là cái tốc độ này, ở đứng đầu trẻ tuổi tuấn kiệt trung coi như là chậm, phát triển đi xuống rất khó thành tựu đế cấp cường giả. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Đế Hạo bằng vào hắn cường đại đắc ý chí cùng nghị lực, từ từ lục lọi ra một cái thuộc về mình võ đạo chi lộ trước sau lĩnh ngộ chiến linh cùng ba đại võ ý, tìm hiểu ra lôi điện lực trường, vừa vỡ mệnh vẫn, liền cùng giai vô địch, bác trọng mệnh vẫn sau thành tựu thần hải, ngạo thị quần hùng, ngàn năm sau, phong hào thiên hạ đệ nhất nhân. Chỉ tiếc, như vậy phong hoa tuyệt đại nhân vật, sinh mệnh nhưng như giống như sao băng ngắn ngủi, hắn cuối cùng chết ở kỳ tích chi hải, hài cốt không chỗ có thể tìm ra, thậm chí ngay cả cái chết của hắn cũng là thông qua mệnh hồn ngọc giảng xác định đến tột cùng cái chết của hắn bởi vì là cái gì, không người biết được. Bác vẫn lôi hoàng chết đi, cũng vì kỳ tích chi hải thần bí cùng đáng sợ thêm vào nặng nề một khoản. Vì thiếu hiệp kia, người có thể hay không có chứng cớ. Thủ vệ đầu lĩnh cưỡng chế kích động trong lòng, bác vẫn lôi hoàng di vật đối với thần khí nhất tộc ý nghĩa rất nhiều, nếu như thanh niên trước mắt nói đúng thật, kia vô tình là thần khí nhất tộc một cuộc đại cơ duyên. Mặc dù trong lòng kích động, nhưng thủ vệ đầu lĩnh cũng sẽ không mù quáng dễ tin lâm minh để cho kia dễ dàng tiến vào bên trong tộc trọng địa hơn nữa đối phương còn mang theo một linh ngọc mặt nạ rất có thể là thân phận có vấn đề người đây là đế hạo tiền bối năm đó sử dụng lệnh bài lâm minh vừa nói từ tu di giới trung lấy ra đế hạo lệnh bài kia là một phong cách cổ xưa đồng xanh lệnh bài phía sau là cùng ngọc bội thượng giống nhau như đúc loại chim đồ đằng phía trước thì là một thể triện hạo chữ mặc dù niên đại rất xưa, bên trong tộc trưởng lão lệnh bài hình thức nhiều lần biến hóa, nhưng là thủ vệ đầu lĩnh vẫn còn một cái xác nhận, đây chính là bác vẫn lôi hoàng năm đó sử dụng lệnh bài không thể nghi ngờ. Vẽ này tan thương năm tháng hơi thở, còn có trên lệnh bài ẩn chứa lôi đình ý chí, cũng không có biện pháp làm giả. Thiếu hiệp bên này mời, ta mang ngại đi gặp trưởng lão. Thủ vệ đầu lĩnh giọng nói vũ phát cung kính, bác vẫn lôi hoàng di vật giá trị thật lớn thanh niên này nhận được sau không có toàn bộ làm của riêng, lại có thể đem chi trả lại bọn họ thần khí nhất tộc, chỉ một điểm này, cũng đủ để đáng giá hắn kính trọng. Thủ vệ đầu lĩnh ở phía trước dẫn đường, Lâm Minh theo sát phía sau, xuyên qua một tầng như thủy ngân một loại không gian cửa vào sau, bọn họ tiến vào thần khí nhất tộc chỗ ở trung thiên thế giới, hai người cao cao bay lượn, một đường sở quá, đều là kỳ hoa dị thụ, mặc dù không coi là cái gì đỉnh cấp thiên tài địa bảo, nhưng là có thể làm cho tam phẩm, tứ phẩm tông môn nắm nghĩa không dứt. Rất phong phú thiên địa nguyên khí, linh mạch phẩm cấp mặc dù chưa đầy lục phẩm. Nhưng là không khác nhau lắm. Lâm Minh càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc, có thể chiếm cứ như vậy một chỗ phong thủy bảo địa, thần khí nhất tộc nội tình so với hắn tưởng tượng cường đại hơn nhiều, như thế, giác làm sao có rơi vào kia đợi đã tràn. Chẳng những linh khí phong phú, hơn nửa chỗ này trung thiên thế giới trung còn bố trí rất nhiều uy lực khó có thể tưởng tượng trận phát cho dù có người có thể thành công công phá cửa vào, xâm lấn đi vào, muốn phá giải những thứ này trận pháp cũng muốn giao ra tương đối lớn giá cao. Lâm Minh vừa phi hành, vừa âm thầm ước định. Này thần khí nhất tộc! Thật là ít bị chú ý có thể, mình nếu như không phải là vô tình gặp được giác, căn bản tự không biết tứ đại thần quốc dọc theo giải đất, còn có như vậy một cái lánh đời gia tộc. Phía trước chính là trưởng lão cung. Ta mang thiếu hiệp đi gặp tộc trưởng thủ vệ đầu lĩnh giấy lên một đạo truyền âm phù bẩm báo chuyện ngọn nguồn rất nhanh phải có được tuyên triệu thiếu hiệp mời đi theo ta thủ vệ đầu lĩnh bay vào trưởng lão cung một đường chân không chạm đất đi ngang qua hành lang đi tới một chỗ trong đại điện đại điện bốn phương tám hướng dài rộng cũng vượt qua ba mươi trượng ở đại điện cửa vào mở đưa mười mấy tôn pho tượng mỗi một pho tượng cũng là người thật lớn nhỏ nữ có nam có trông rất sống động từ nơi này chút ít pho tượng trên mặt nguyền rủa ấn đến xem bọn họ không nghi ngờ chút nào cũng là thần khí nhất tộc tổ tiên ở đại điện ngay giữa đã có ba người ở chờ hai nam một nữ bề ngoài số tuổi thoạt nhìn cũng không lớn cầm đầu trung niên nhân cùng lâm minh giống nhau cũng là mặt mang mặt nạ phía sau hắn một nam một nữ cũng mặc màu đỏ trường bào trên mặt văn có khắc thần khí nhất tộc đặc biệt nguyền rủa ấn hai người tu vi rõ ràng cũng là lục trọng mệnh vẫn lục trọng mệnh vẫn thiên mệnh bản cao thủ. Lâm Minh có thể cảm giác hai người căng cơ cực kỳ vững chắc, tổng hợp thực lực hẳn là so sánh với tu la thần quốc đệ nhị ma sứ còn muốn cường đại, người như vậy, có thể đứng hàng thiên mệnh bản 50 tên đến 80 tên trong lúc. Bất quá Lâm Minh nhớ lại một chút thiên mệnh bản cao thủ danh sách, không có bất kỳ về thần khí nhất tộc cao thủ ghi chép, hiển nhiên thần bí như vậy lánh đời gia tộc cũng không liệt vào thiên mệnh bản trong, tri thiên mệnh cho dù có nửa cường đại đích tình báo sưu tập mạng lưới, cũng dò xét không tới ở vào trung thiên thế giới thần khí nhất tộc tình huống. Lâm Minh ánh mắt nửa chuyển hướng kia cầm đầu trung niên nhân, lại thấy đối phương hơi thở thâm trầm tự như biển, căn bản nhìn không ra tu vi, cùng người này hai mắt nhìn nhau, Lâm Minh có loại sợ hết hồn hết ví cảm giác, phản phất đối mặt một tòa cao không thể chạm ngọn núi một loại. Chẳng lẽ là... Thần Hải Cường Giả Lâm Minh không dám xác định, bất quá có thể chiếm cứ như thế bảo địa thần khí nhất tộc, có thần hải cường giả cũng là hợp tình lý. Lâm Minh nhẹ hít một hơi, đây là hắn lần đầu tiên đối mặt thần hải cường giả, mặc dù cảm thấy áp lực, nhưng như cũ thần thái thông dông, dù sao ở viễn cổ hoàn thành, Lâm Minh đã từng được chứng kiến cảnh giới khó có thể đánh giá trắc phượng tiên tử, khi đã vượt ra khỏi thần hải cảnh giới. Chính là ngươi, tìm được rồi để hạo tổ tiên di vật. Trung niên nhân hai mắt như lôi đình một loại, không đợi Lâm Minh mở miệng tự trước một bước đi tới Lâm Minh trước mặt, nhìn lướt qua Lâm Minh đang điền, hắn có thể cảm giác ra Lâm Minh căn cơ đã vững chắc đến mức tận cùng, điều này làm cho hắn hết sức kinh ngạc, có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, trước mắt người này tuyệt không phải hạng người vô danh. Dạ. Đã quyết định đem đế hạo di vật giao ra, Lâm Minh cũng không dài dòng, trực tiếp lấy ra trước thời hạn chuẩn bị xong tu di giới giao cho trung niên nhân. Hắn để lại bác vẫn lôi hoàng ghi lại lôi đình ý cảnh ngọc giảng còn có rèn luyện ý chí bạn sinh lôi tinh, này mấy thứ đồ cũng bị hắn để càng không dung nhập lô, rồi sau đó thu vào đan điền, người khác cho dù soát người cũng lúc soát không ra. Còn lại bác vẫn lôi hoàng về thần khí nhất tộc truyền thừa công pháp ghi lại, chống lại nguyền rũ ghi chết thậm chí bao gồm hạo bạch chi kiếm, lâm minh toàn bộ trả thần khí nhất tộc. Hạo bạch chi kiếm phẩm cấp mặc dù cao, nhưng cũng không thích hợp quen dùng thương lâm minh, hơn nữa hắn không thể nhận chủ hạo bạch chi kiếm, sử dụng uy lực khó tránh khỏi đại đã chiết khấu chỉ có thể làm thành một ngoài dự đoán mọi người lá bài tẩy lâm minh có nắm chắc gần đây phá mệnh vẫn đối với này trương lá bài tẩy cũng không phải là hết sức lệ thuộc vào như thế chăng như định trả lại cho thần khí nhất tộc ở lâm minh tiến vào trưởng lão cung thời điểm ở thần khí nhất tộc trung thiên thế giới ở ngoài lại tới nửa một chiếc thần hành châu thể tích so với trước lâm minh thần hành châu đại xuất mấy lần chính là trong chỗ này rồi tu la thần hoàng nhìn trước mắt ngưu đầu sơn khẽ cau mày xác nhận hắn ở thần khí nhất tộc. Dạ. Tư đồ giao hy khẳng định gật đầu, hắn mới vừa tiến vào thần khí nhất tộc bất quá nửa canh giờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 827 Thích Bạch Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 827 thích bạch hắn vậy mà tiến nhập thần khí nhất tộc tu la thần hoàng có chút trầm ngâm nếu như không phải tư đồ xuyên tại cửu hoa bữa tiệc đã từng gặp lâm minh gương mặt xác nhận trên mặt hắn không có thần khí nhất tộc huyết mạch chú ấn tu la thần hoàng đều muốn cho rằng lâm minh là thần khí nhất tộc người rồi dù sao lấy thần khí nhất tộc thần bí phong cách ngược lại thật sự có thế có thể nuôi dưỡng được như rừng minh loại này không phù hợp lẽ thường tuổi trẻ tuấn kiệt thần khí nhất tộc tồn tại nhiều năm như vậy ra đỉnh cấp thiên tài cũng không ít. Đúng lúc này, thần khí nhất tộc thủ vệ chạy ra đón chào, người đến người phương nào. Chúng ta tới tự tu la thần quốc, bái phỏng thần khí nhất tộc tộc trưởng, lại để cho hắn nhanh chóng nên đón. Căn bản không cần tu la thần hoàng đáp lời, tư đồ xuyên đã đoạt trả lời trước rồi, dùng hắn tu la hoàng tử thân phận. Căn bản là chẳng muốn cùng cái này mấy cái tiên thiên kỳ thủ vệ nói nhảm, đang khi nói chuyện, hắn tận lực tản mát ra một cổ thuộc về mệnh vẫn cường giả khí thế, thần khí nhất tộc thủ vệ nhóm chỉ có tiên thiên tu vi, đối mặt cổ khí thế này lập tức tự rất cảm thấy áp lực. Tu La Thần Quốc Cái gọi là bốn thế lực lớn một trong Tu La Thần Quốc, cho dù là thánh địa cấp thế lực tại trước mặt bọn họ cũng không dám lỗ mãn. Đối mặt Tu La Thần Quốc khí thế áp bách, mấy cái tiên thiên cấp thủ vệ nói không có áp lực là không thể nào, bất quá bọn hắn cũng không có yếu đi khí thế, tạm thời lĩnh đội đội phó nói. Tộc trưởng đang tại hội kiến khách nhân, mời các ngươi sau đó một lát. Thần khí nhất tộc quanh năm quy ẩn, đối với tình huống bên ngoài biết đến rất ít, căn bản không biết tu la thần quốc đuổi giết lâm minh sự tình, cho dù bọn hắn biết rõ, cũng sẽ không biết đem việc này cùng hiện tại tu la thần quốc cao tầng đến tìm hiểu liên hệ tới. Khách nhân Tu la thần hoàng đuôi lông mày nhảy lên, cùng tư đồ giao hy liếc nhau một cái, cái này khách nhân vô cùng có khả năng tự là Lâm Minh, chỉ cần Lâm Minh tiến nhập cái này trung thiên thế giới, tự như cá trong chậu, đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của hắn. Mặt nạ trung niên nhân cầm Lâm Minh cho hắn tu di giới. Cảm giác thăm dò vào trong đó một khắc này, hắn lập tức cảm nhận được một cổ khổng lồ mênh mông đích ý chí, đây là. Trung niên nhân trong nội tâm chấn động, xí một màu tím lôi quang, rét lạnh thân kiếm, đúng là tộc sử trong ghi lại đế hạo bội kiếm, hạo bạch chi kiếm. Hạo bạch chi kiếm, thần khí nhất tộc truyền thế bảo kiếm, là tổ tiên lưu cho gia tộc thánh khí cấp vũ khí. Chui kiếm này, chừng 10 lịch vạn niên sử. Là thần khí nhất tộc dài dằng dặc lịch sử duy nhất chứng kiến. Tượng trưng cho gia tộc vinh quang. Kiếm này trong thân kiếm ẩn chứa vạn năm không tiêu tan bất hữu kiếm ý, là kiếm khách cực hạn truy cầu. Bốn vạn năm trước, thần khí nhất tộc cường đại nhất tổ tiên thành tựu đệ nhất thiên hạ người được ban cho dư cái này khẩu thần kiếm hắn cũng bởi vì cái này lưỡi kiếm mà đổi tên là hạo hay bởi vì hắn đã phong đế tên cổ đế hạo hạo bạch chi kiếm trải qua đế hạo tổ tiên ý chí quán chú dùng cửu thiên thần lôi rèn luyện có thể nói thế gian đệ nhất kiếm lúc trước nó rơi mất tại kỳ tích chi hải đưa tới vô số sử dụng kiếm đại năng đỏ mắt bọn hắn không tiếc mạo hiểm cực lớn nguy hiểm tiến vào kỳ tích chi hải muốn tìm thần kiếm hạ lạc. Cái nhân kiếm này chẳng những lực lượng cường đại, hơn nữa trong đó ẩn chứa kiếm ý có thể cho kiếm khách dùng dẫn dắt, lại để cho kiếm của bọn hắn đạo càng tiến một bước. Thế nhưng mà, hạo bạch chi kiếm phản phất nhân gian bốc hơi, mặc cho những kiếm đạo này đại năng như thế nào sưu tầm. Cũng tìm không thấy nửa phần hạ lạc, ngược lại bọn hắn nhau nhau vẫn lạc trong đó, chính thành có đi không về mặt nạ trung niên nhân tuyệt đối thật không ngờ một ngày kia cái này chui thần kiếm còn có thể trở về đến thần khí nhất tộc hắn kích động toàn thân run rẩy hai tay nâng cái này tu di giới chỉ cảm thấy chiếc nhẫn có vạn cân trọng cơ hồ khiến hắn cầm bất ổn tộc trưởng mặt nạ trung niên nhân sau lưng nữ tử chứng kiến trung niên nhân kích động bộ dạng nhìn không được mở miệng nói ra không có việc gì mặt nạ trung niên nhân đúng là thần khí nhất tộc tộc trưởng, hắn tháo xuống mặt nạ, lộ ra vốn là diện mục, đây là một trương lại để cho Lâm Minh cảm thấy thập phần ngoài ý muốn gương mặt. Như thế nào sẽ như thế? Vốn là xem mặt nạ trung niên nhân, dáng người to lớn cao ngạo, trung khí mười phần, có lẽ có một trương uy nghiêm gương mặt, nhưng khi nhìn hắn cái này khuôn mặt, phản phất bị một trương hơi mờ bố che lại, ngũ quan hoàn toàn mơ hồ, tự hồ tại dần dần biến mất chỉ còn lại có một đôi mắt như trước sáng lạng như bầu trời tinh đấu trên mặt của hắn chú ấn so với bình thường thần khí nhất tộc tộc nhân trọn vẹn nhiều ra gấp ba đến chiếm hết toàn bộ thần khí nhất tộc tộc trưởng đi đến đại điện cửa chính cái kia một loạt pho tượng phía trước hai đầu gối quỳ xuống đất cao cao nâng lên trong tay tu di giới rung rẩy từ đó lấy ra hạo bạch chi kiếm màu tím bốn thước bảo kiếm thoạt nhìn thẳng tắp như thước ngăn nắp trong thân kiếm vẫn tản mát ra một cổ kiên quyết bất khuất võ đạo ý chí, đó chính là bác vẫn lôi hoàng ở lại trong thân kiếm chiến linh. Hạo bạch chi kiếm. Rốt cục trở về tộc của ta, cuối cùng không thẹn với tộc của ta tổ tiên. Đối với thần khí nhất tộc tộc trưởng quỳ trên mặt đất, phía sau hắn một nam một nữ cũng đi theo quỳ xuống, chui kiếm này đối với thần khí nhất tộc mà nói không đơn thuần là một thanh vũ khí, càng tượng trưng cho vinh quang cùng dòng họ lịch sử, ý nghĩa vô cùng trọng đại phải biết rằng, thần khí nhất tộc gia tộc lịch sử đã sớm mất đi, nếu như mất đi nữa tổ tiên truyền thừa hạo bạch chi kiếm, như vậy thật sự cái gì truyền thừa cũng không có. Tiểu huynh đệ, ta là thần khí nhất tộc thứ 39 đại tộc trưởng, tên là Thích Bạch, này ân, thần khí nhất tộc ghi nhớ trong lòng. Thích Bạch tuy nhiên diện một quỷ dị, thậm chí có thể nói là dữ tợn, nhưng hắn trong ánh mắt lại toát ra chân thành tha thiết cảm kích, lúc trước thần khí nhất tộc đã từng vi hạo bạch chi kiếm ưng thuận trọng thưởng, đã từng phái qua tộc nhân tiến vào kỳ tích chi hải ở bên trong, nhưng mà đều có đi không về. Vì hạo bạch chi kiếm, thần khí nhất tộc bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, tìm mấy đời người, thủy chung không có kết quả, cuối cùng buông tha cho, lâm minh mang về đến thanh kiếm này, đối với thần khí nhất tộc mà nói ân trọng như núi. Tộc trưởng đại nhân nói quá lời, ta lúc ấy ngộ nhập 8.000 dặm màu đen đậm lầy, đã nhận được đế hạo tiền bối còn sót lại võ đạo ý chí cực trợ giúp lớn, nếu không ta chỉ sợ đi không đến nơi đây rồi. Lâm Minh tại 8.000 dặm màu đen đầm lầy nhiều lần gặp nạn cảnh, hạo bạch chi kiếm giúp hắn chiếu cố rất lớn, khỏi cần phải nói, chỉ cần là 90 dặm lôi vực tử sư lôi nguyên, nếu như không có hạo bạch chi kiếm hộ thân, chỉ sợ Lâm Minh đã bị lôi nguyên cắn nuốt. Tiểu huynh đệ không cần nhiều lời, này ân ta thần khí nhất tộc nhớ kỹ, nếu như tiểu huynh đệ có yêu cầu gì, cứ việc nói đi ra thích bạch chân thật đáng tin nói một cái nghi là thần hải cường giả một kích một cái thánh địa cấp thế lực nhân tình không thể nghi ngờ thập phần trân quý lâm minh cũng không có lại chối từ đối với hắn hiện tại mà nói nhiều bảo hộ thế lực của hắn không thể tốt hơn thích bạch đem hạo bạch chi kiếm cẩn thận thu lại thích bạch lúc này mới nhìn về phía tu di giới bên trong đích những vật khác đó là một ít đế hạo lưu lại ngọc giảng bản chép tay đem những ngọc giảng này nắm trong tay một đường xem đã đến thích bạch cảm xúc càng ngày càng khó đã bình ổn tĩnh. trong ngọc giảng này là về thần khí nhất tộc truyền thừa các loại chú thích cùng ghi lại còn có là tối trọng yếu nhất một khối ghi chép lấy đế hạo tổ tiên vi đột phá nguyền rủa hạn chế làm đủ loại cố gắng đã quá trình của nó ghi lại cái này đối với thần khí nhất tộc mà nói không thể nghi ngờ là phi thường quý giá tư liệu lâm minh mang đến tu di giới quả thực là thần khí nhất tộc vật báu vô giá thích bạch hít sâu mấy hơi đem sở hữu ngọc giảng đều yên lặng cất kỹ đang muốn cùng lâm minh nói cái gì đó đúng lúc này một giọng nói theo ngoài cửa truyền đến tộc trưởng đại nhân có khách người đến tìm hiểu người nào lại để cho bọn hắn chờ một chút thích bạch thuận miệng nói ra lúc này thời điểm vô luận khách nhân nào đều không có lâm minh trọng yếu là tu la thần quốc người phía trước thủ vệ đã bảo hắn biết nhóm chờ một lát nhưng mà bọn hắn cũng không nguyện ý chờ thủ vệ không cách nào ngăn trở. Tu La Thần Quốc, Thích Bạch khẽ nhíu mày, thần khí nhất tộc cùng tứ đại thần quốc tầm đó căn bản không có cái gì cùng xuất hiện, bởi vì trải qua hoàn toàn phong bế quy ẩn sinh hoạt, bọn hắn trong tộc tới chơi khách nhân cực nhỏ, cũng chỉ có phụ cận mấy cái lánh đời gia tộc ngẫu nhiên hội tới bái phỏng một phen. Thích Bạch trong nội tâm nghi hoặc thời điểm, Lâm Minh lại tâm thần trung mạnh, Tu La Thần Quốc, đáng chết, bọn hắn làm sao biết mình ở tại đây đấy? hắn tuyệt sẽ không cho là tu la thần quốc hiện tại bái phỏng thần khí nhất tộc là trùng hợp, bọn hắn tất nhiên chỉ dùng để nào đó chính mình không biết đích phương pháp xử lý truy tung đi qua. Thích bạch với tư cách đỉnh cấp cao thủ, đối với chung quanh hết thảy biến hóa đều thập phần mẫn cảm, hắn chú ý tới lâm minh khác thường, vì tiểu huynh đệ này, ngươi cùng tu la thần quốc có oán thù. Lâm minh thở khẽ một hơi, chuyện cho tới bây giờ căn bản là giấu giếm không dưới, đã trải qua trước đó lần thứ nhất đánh bại, tu la thần quốc nhất định phái ra càng mạnh hơn nửa trận cho, hơn nữa cái loại này hắn còn không biết theo dõi thủ đoạn, hắn lần này là tuyệt đối tránh không khỏi. Suy đi nghĩ lại, Lâm Minh cũng chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là lựa chọn tin tưởng thần khí nhất tộc, tin tưởng bọn họ hội che chở chính mình, hiện tại xem ra, thần khí nhất tộc nội tình xa so với chính mình tưởng tượng cường đại, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở bọn hắn trọng hứa hẹn, có ơn tất báo rồi đối mặt thích bạch hỏi thăm, Lâm Minh cười khổ một tiếng, nói ra. Không dối gạt tiền bối, vãn bối hội liều chết tiến vào 8.000 dặm màu đen đậm lầy, tự là bị tu la thần quốc truy binh bước đi vào. Ân. Thích bạch vốn là đã cảm thấy kỳ quái, dùng Lâm Minh toàn đang hậu kỳ tu vi, như thế nào hội tiến vào kỳ tích chi hải phụ cận phát hiện đế hạo tổ tiên di vật, nguyên lai là bị người bước đi vào, bất quá hắn có thể đi ra, cũng là một phen lại để cho hắn khó có thể lý giải số mệnh cùng bản lĩnh rồi. Hắn nói ra. Ngươi cùng tu la thần quốc kết thù, bị buộc nhập kỳ tích chi hải, lại có thể tìm được phía trước phần đông cao thủ đều không thể tìm được đế hạo tổ tiên di vật, cũng dùng toàn đan hậu kỳ tu vi, bình yên đi vòng vèo, cái này bản thân tự là một loại không thể lý giải đại khí vận, chứng minh ngươi cùng ta tộc hữu duyên, ngươi đi theo ta, ta vì ngươi hóa đi cùng tu la thần quốc quán thù. Thích Bạch cũng không cho rằng Lâm Minh một cái toàn đan kỳ võ giả sẽ cùng tu la thần quốc có cái gì hóa không mở đích quán thù, hắn thần khí nhất tộc cũng có tương đương nội tình, làm một cái toàn đan hậu kỳ võ giả hóa đi ân cừu, căn bản không tính quá chuyện đại sự, dù là Lâm Minh giết tu la thần quốc hoàng tử, chỉ cần tại dùng thực lực tuyệt đối vi cam đoan trên cơ sở, trả giá đầy đủ một cái giá lớn, cũng sẽ biết hóa giải việc này, dù sao lấy Lâm Minh tu vi, có thể đánh chết tu la hoàng tử cũng sẽ không biết quá trọng yếu huống chi tu la thần quốc hoàng tử có mấy trăm tăng thêm thân vương chi tử vậy thì càng nhiều về phần càng mạnh hơn nữa ma sứ quốc sư thần hải cường giả thích bạch không cho rằng lâm minh có tư cách đắc tội nghe được thích bạch nói như vậy lâm minh bất đắc dĩ cười khổ thu này chỉ sợ là hóa không đi ân ta trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết tu la thần quốc ba cái ma sứ còn có một quốc sư trừ lần đó ra, còn huyết tẩy rồi tu la thần quốc một cái phân bộ, cho nên. Lâm Minh thập phần bất đắc dĩ nói. Mà ở trước mặt hắn, Thích Bạch đã trợn mắt khá hốc mồm, hắn không thể tin mà nói. Người nói cái gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 828 Đây không phải là trọng điểm. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ba ma sứ. Một cái quốc sư. Huyết tẩy một cái phân bộ, đây đều là ngươi làm. Thích bạch cảm giác khó có thể tưởng tượng, trước mắt người thanh niên này mới chỉ có toàn đang hậu kỳ tu vi, hắn làm sao có thể đánh chết thiên mệnh bản bài danh phía trên ma sứ. Nếu không phải biết lâm minh loại khi này nói láo chỉ biết đem chuyện nói xong càng hỏng bét lời của, thích bạch căn bản khó có thể tin bọn họ cũng không phải là trực tiếp chết ở trên tay của ta mà là đang tám nghìn dặm màu đen trong ao đầm cũng đã trọng thương rồi sau đó ta vừa mượn một chút đặc biệt lực lượng bao gồm hạo bạch chi kiếm mới đưa bọn họ giết chết như vậy nghe lâm minh giải thích thích bạch còn cảm thấy hơi có thể tiếp nhận một chút bất quá như cũ làm cho người ta khiếp sợ tám nghìn dặm màu đen ao đầm đối với người nào nguy hiểm hẳn là cũng là cung cấp lâm minh chỉ có toàn đang hậu kỳ tu vi nhưng lẫn tránh này dặm nguy hiểm, thì ngược lại mượn lực lượng của nó đánh chết tứ đại thiên mệnh bản cao thủ, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bất quá! Trừ giết những người đó ngoài, còn có một việc. Lâm Minh do dự một chút, quyết định đem mọi chuyện cần thiết cũng nói ra, bị tu la thần quốc tìm tới cửa, mình chỉ có thể dựa vào thần khí nhất tộc tới chỗ dựa, tự nhiên muốn đem sở hữu mâu thuẫn toàn bộ nói ra, để cho thích bạch có chuẩn bị tâm lý nếu không bị tu la thần quốc nói ra lên án công khai mình, thích bạch nhưng đối với lần này hoàn toàn không biết, vậy cũng không tốt. Cái gì? Còn có. Thích bạch há miệng, không biết nên nói gì. Ừ, là như vậy, ta huyết tẩy tu la thần quốc phân bộ thời điểm, còn có tam đại ngũ phẩm trung chấm th ượng đẳng tông môn tại chỗ, sau lại bởi vì phát sinh xung đột. Ta giết tu la thần quốc phân bộ người phụ trách còn có tam đại ngũ phẩm tông môn tông chủ cùng thái thượng trưởng lão, tổng cộng tứ đại danh túc, bất quá đây không phải là trọng điểm. Lâm Minh nói tới đây, Thích Bạch đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi, này còn không phải là trọng điểm. Tam đại ngũ phẩm trung chấm TH đẳng tông môn, tên của bọn hắn túc ít nhất là ngũ lục trọng mệnh vẫn. Thậm chí rất có thể là thiên mệnh bản cao thủ, Lâm Minh mới toàn đang hậu kỳ tu vi, một mình hắn giết bốn. Này làm sao làm được? Tu La Quốc phân bộ cũng không phải là 8.000 dặm màu đen ao đầm, nơi đó cũng sẽ không có đồ vật gì đó cho Lâm Minh lợi dụng, cho dù có, cũng là đối với Tu La Thần Quốc phân bộ có lợi trận pháp nha. Ở có trận pháp phụ trợ dưới tình huống, còn có chứa nhiều môn hạ đệ tử, như thế cường đại một cổ thực lực, bị Lâm Minh một người huyết tẩy rồi. Thích Bạch có thể sẽ không cho là kia tứ đại danh túc có từng bước từng bước cho Lâm Minh giết. Nhất định là cùng tiến lên, bốn đánh một cái, đều bị giết. Điều này sao có thể? Đánh không lại, bọn họ còn chạy bất quá sao cho dù tốc độ không bằng lâm minh mau bọn họ chẳng lẽ là kẻ ngu sẽ không tách ra chạy sao ngươi nói ngươi đang ở đây tu là quốc phân bộ đánh chết tứ đại danh túc là một mình ngươi thích bạch nhẹ hút một ngụm lãnh khí cho dù biết rõ lâm minh chỉ cần tinh thần bình thường sẽ nên ngay tại lúc này cầm loại chuyện này nói khoác nhưng là hắn vẫn còn không thể tin là một người lâm minh chỉ đành phải thừa nhận Thích Bạch cười khổ nói. Được rồi, ngươi mới vừa nói này còn không phải là trọng điểm, kia trọng điểm là cái gì? Không muốn ta, ngươi còn giết chết tu la thần quốc thiên mệnh bản xếp hạng top 10 cao thủ. Thích Bạch không biết nên dùng cái gì vẽ mặt. Hắn dĩ nhiên sẽ không cho là Lâm Minh thật có thể giết chết thiên mệnh bản xếp hạng top 10 đỉnh cấp cao thủ. Nói như vậy chỉ là bởi vì cảm giác chuyện quá mức hoang đường mà làm ra bất đắc dĩ trêu chọc, lời ngầm dạ, vốn sẽ không có so với ta nói xong hơn hoang đường chuyện tình sao. Không có. Nhưng thật ra là. Một cái thần hải cường giả, tự xưng tu la thần quốc hoàng thúc. Lâm Minh nói tới đây, thích bạch thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão máu, hoàn hảo Lâm Minh kịp thời dừng lại. Nói. Hắn chỉ là một sợi ý chí phụ gia ở một cây trường thương trên, sau lại hắn dùng chiến linh chiếu hình tới đây. Phụ thể ở một cái ai danh túc trên người, muốn giết chết ta, kết quả. Bị ta tiêu diệt. Lâm Minh đối với cả quá trình miêu tả vô cùng đơn giản, nhưng là thích bạch lại nghe được hầu kết hung hăng rút ra giật mình. Rồi sau đó Lâm Minh từ tu di giới trung lấy ra một cây màu xanh biếc như trăm gài tóc bộ dáng bảo khí, đây thật ra là một cây trường thương, chỉ cần quán chú chân nguyên, nó sẽ khôi phục bản thể, đây chính là ban đầu tư độ bá nam sử dụng vũ khí. Bích huyết như ý thương thích bạch trợn to hai mắt, là tư đồ bá nam. Là. Lâm Minh gật đầu. Thích bạch hoàn toàn không lời nào ngữ, tư đồ bá nam thọ nguyên sắp hết, hắn gần đây một hai ngàn năm qua đều ở trui luyện ý chí, nghe nói ở chiến linh phương diện thành tựu đã đạt đến cực cao cảnh giới, chỉ sợ chẳng qua là chiến linh chiếu hình, cũng hết sức đáng sợ. Lại bị Lâm Minh. Tiêu diệt. Muốn giết chết ta, kết quả. Bị ta tiêu diệt đơn giản một câu nói để cho thích bạch dở khóc dở cười hắn rốt cuộc là ai lúc này thích bạch nhìn lâm minh ánh mắt đã nghĩ là ở nhìn một cái quái vật lâm minh cũng là bất đắc dĩ nếu như không phải là tu la thần quốc ép lên cửa hắn dĩ nhiên sẽ không nói ra những chuyện này mỗi hiển lộ rõ ràng ra nhất phân của mình bất đồng tự cho mình nhiều hơn nhất phân nguy hiểm qua một lúc lâu thích bạch mới đưa những đồ này tiêu hóa xong Bây giờ không phải là hỏi tới lâm minh rốt cuộc làm sao làm đến đây hết thảy thời điểm, tu la thần quốc nhân mã thường chạy tới, hắn phải làm rõ ràng lâm minh theo chân bọn họ mâu thuẫn nguyên nhân. Bọn họ tại sao muốn xuất động như thế cường đại đội hình đối phó ngươi? Thích bạch không nhịn được hỏi, ba đại ma sứ còn có một quốc sư, người như vậy ở tu la thần quốc cũng là rất có địa vị, mà tám nghìn dặm màu đen ao đầm làm vì sinh mệnh cấm khu, thần hải trở xuống đích cường giả tiếng vào kia trung đô là cử tử nhất sanh dưới tình huống như vậy, bọn họ như củ mạo hiểm khổng lồ nguy hiểm tiến vào, tu la thần quốc có thể nói đã không tiết giá cao. như thế liều lĩnh đuổi theo giết một người toàn đang hậu kỳ cường giả, không hợp với lẽ thường. đuổi theo nguyên nhân giết ta phải, ta đã từng tiến vào quá một chỗ thường cổ đại để di tích, kỳ nơi di tích ở đại lục dọc theo, mà tu la thần quốc lúc trước cũng không hiểu biết. lâm minh đưa cùng tu la thần quốc mâu thuẫn nguyên nhân gây ra, đầu đuôi nói cho thích bạch. Ma đế truyền thừa tranh đoạt mới cho Nam Hải Ma Vực, ban đầu Nam Hải Ma Vực thừa kế chính là U Minh Đại Đế truyền thừa, tương đối 6-7 vạn năm trước một tay sáng tạo lục phẩm thánh địa ma thần đế cung, thực lực độc bộ thiên hạ ma đế mà nói, chỉ sáng tạo ngũ phẩm thánh địa, 3.000 năm trước sẽ chết ở thiên diễn đại lục trung ương vực cường giả trên tay U Minh Đại Đế thật ra thì không coi vào đâu, nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái lợi hại một điểm thần hoàng cấp nhân vật, hắn sáng tạo truyền thừa U Minh Ma Công cũng không đáng được Tu La Thần Quốc ngắm nghía, kia chờ cấp bậc chính là công pháp, tứ đại thần quốc có rất nhiều. Huống chi, ban đầu U Ma Đế Thành tiêu diệt thời điểm, chân chính giá trị liên thành bảo vật sớm đã bị trung ương vực tứ đại thần quốc đoạt đi, chỉ để lại một số nhỏ tài nguyên, bị như chó nhà có tan loại chạy trốn U Minh Đại Đế Bộ Hạ dẫn tới Nam Hải, thành lập Nam Hải Ma Vực. Ở tứ đại thần quốc trong mắt, Nam Hải Ma Vực chỉ là một con cá nhỏ, căn bản cũng không cần phải để ý tới. Sau lại huyễn vô cơ tình cờ chiếm được ma đế bản chép tay, phát hiện trong đó ghi lại ma thần đế cung di chỉ, lúc này mới hao tổn tâm cơ phát động nam hải chiến tranh, huyết tế thượng cổ chiến trường, mở ra tàn phá thế giới phong ấn tiến vào trong đó. Mà chờ bí mật cho đến ma thần đế cung chân chính mở ra thời điểm, cũng chỉ có huyễn vô cơ chờ số ít nam hải ma vực cao tầng biết, không có lưu truyền ra đi, cuối cùng huyễn vô cơ công giả tràng, Sở hữu chỗ tốt cũng rơi vào lâm minh trên người. Ma thần đế cung chỗ ở trung thiên thế giới bởi vì mất đi lực lượng chống đỡ, cũng lần nữa phong ấn, ngăn cách, chỉ có quanh thân mấy tàn phá tiểu thế giới còn có thể đi vào, không có tiếp tục thăm dò giá trị. Như vậy, ta hiểu được, ta sẽ cùng với Tu La thần quốc người giao thiệp, người đi theo chúng ta cũng đủ. Thích Bạch cuối cùng bình tĩnh trở lại, cũng khôi phục thuộc về tự tin của hắn. Đi theo ngươi Lâm Minh ngay ngốc một chút, bất quá thật ra thì có theo hay không cũng không có quá lớn khác nhau. Tu La Thần Quốc có thể tại chính mình vừa ra 8.000 dặm màu đen ao đầm sau tự truy tung đến nơi đây, nhất định có xác nhận hắn vị trí phương pháp, đã như vậy, giấu đi cũng không có ý nghĩa. Thích Bạch một lần nữa mang lên trên hắn mặt nạ, liên tiếp đốt hai đạo truyền âm phù, trực tiếp hướng trưởng lão cung hậu điện đi tới. Lâm Minh theo sát phía sau, rất nhanh bình phục xuống tâm tình, chuyện cho tới bây giờ, lo lắng cũng không có ý nghĩa. Thích Bạch cảm nhận được Lâm Minh nhẹ nhàng hơi thở, không nhìn được quay đầu lại nhìn hắn một cái, người trẻ tuổi này, quá không tầm thường, hắn rốt cuộc là ai, một cái toàn đang hậu kỳ cường giả làm cho mình kinh thành cái bộ dáng này, thật sự là một khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Thích Bạch mang theo Lâm Minh đi vào một tòa toàn thân màu đen trong đại điện. Tòa này đại điện chỉ có ba trượng cao, bề ngoài phong cách cổ xưa, thoạt nhìn ti không chút nào thu hút, xong đi vào trong đó, Lâm Minh nhưng cảm nhận được một cổ dị thường năng lượng ba động. Ừ, tòa này đại điện. Cảm thấy. Thích Bạch tán thưởng nhìn Lâm Minh một cái, tòa này đại điện xây ở này trung thiên thế giới, giới tâm thường, từng cái trung thiên thế giới, cũng sẽ có một triệu tải toàn bộ thế giới giới tâm, bọn họ là thế giới hòn đá tảng, trình độ chắc chắn khó có thể tưởng tượng, coi như là thiên diễn đại lục người mạnh nhất xuất thủ, cũng mơ tưởng đem chi phá hủy. Thích Bạch hết sức tự tin nói, tòa này màu đen thần điện là cả thần khí nhất tộc hội tụ cường lực nhất lượng địa phương, thần điện chẳng những xây ở giới tâm trên, hơn nữa trong đó còn có đại lượng cường đại trận pháp, một khi mở ra, lại có hắn chủ trì lời của, quy lực khó có thể tưởng tượng. Lâm Minh đi theo Thích Bạch đi vào đại điện, này mới phát hiện tại trong đại điện còn có một mặt mang ngân bạch mặt nạ, lão giả tóc hoa trăm tại bậc này hậu, lão giả này chẳng qua là tùy ý đứng, trên người cảm giác không ra cái gì khác thường, song để cho Lâm Minh kỳ dị chính là, rõ ràng ánh mắt xem tới được đối phương, nhưng là nếu như dùng cảm giác dò xét, đối phương vị trí nhưng rỗng tuyết. Cái này thần bí mặt nạ lão giả cùng thích bạch giống nhau, sau không lường được, ta căn bản nhìn không thấu tu vi của hắn. Cũng không phải là đối phương cố ý giấu giếm tu vi, mà là Lâm Minh không cách nào hiểu đối phương cảnh giới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là một cái thần hải cường giả thần khí nhất tộc, thậm chí có hai đại thần hải cường giả. Như vậy thế lực, trừ tứ đại thần quốc ở ngoài, có thể coi như là trong thánh địa nhất lưu thế lực. Thấy Lâm Minh đi vào, này mặt cụ lão giả hướng về phía Lâm Minh khẽ gật đầu, có thể thấy hắn trong ánh mắt mỉm cười cùng ý cảm kích, hiển nhiên hắn đã tại truyền âm phù trung biết rồi Lâm Minh tình huống. Thần khí nhất tộc duy nhất tụ tập hai đại thần hải cường giả, vừa sẽ gặp địa điểm chọn ở trung thiên thế giới giới tâm, không nghi ngờ chút nào là đúng tu la thần quốc thị uy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.